đời không đắn đo em cần chi phải lo, vì mình thương nhau anh chỉ thơ hồng lại nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình, tình tôi cho gần cuộc đời đâu xa thế. Cho dưới chúng ta lại nước trẻ. Em nghe rõ nhìn rõ không nhỉ? Nghe rõ nhìn rõ cái này số 1 này nhé. Hello em ạ. Hello Minh Nguyễn. Chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Ôi chỉ muốn lần đầu đâu. Anh chưa thiết tha một câu chuyện sao này. Dù bao giờ chờ mong em biết không. Họ muốn có cháu bầu. Chỉ cần ngồi với em chút thôi. Hello.
bọn nó rủ dê qua nhà thằng Minh Khai không thật. Cơ mà có hẹn với em, anh bảo tôi nghe tao đi sinh nhật thế nhờ. Nói thật nhạc anh đang bối rối khi nghĩ về ai. Công việc giang dở chắc anh phải chia ông hiểu làm hai. Thích em hơi nhiều nên anh phải nghĩ sao nó vừa tai. Tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Nhạc nữa chưa nhỉ? Nhìn vào đôi mắt. Ok, chuẩn bị bắt đầu nhá các em nhá, chuẩn bị học nhá. Buổi trước chúng ta đã học những ký hiệu thuộc này, ký hiệu không thuộc này, ký hiệu chứa trong này, được chưa? Chứa trong này và ký hiệu gì nhỉ? Ký hiệu tồn tại. À, tồn tại là trong phần mệnh đề rồi đúng không? Những phép toán là gì nhỉ? Phép toán là phép gì đây? Phép giao này, phép hợp này, đúng không? Phép gì nữa nhỉ? Phép lấy phần bù, đúng không? CR của A là phép lấy phần bù. Đó, chúng ta đã học những phép toán cơ bản như này, đúng không? Ok, tất nhạc rồi đấy. Nghe rõ chưa nhở? Nghe rõ chưa các em? Nghe rõ chưa nhở? Thế tất nhạc rồi các em nghe rõ chưa nhở? Quên mất chưa tất nhạc? mãi nghe phiêu quá, quên mất chưa tất nhạc. Nghe rõ chưa nhở?
nào, giao hợp trừ đúng rồi, phép lấy phần bù đúng rồi, và phép trừ nữa đúng không, ta còn phép trừ nữa, a trừ b đó. Thì đây là chỉ những cái phép toán mà chúng ta dùng trên những cái tập hợp bình thường thôi, được chưa? Thì khi mà ứng dụng vào tập hợp số thì sẽ dùng như nào đấy. Vậy tập hợp số thì các em cần nhớ tập hợp số là những cái gì, đúng không? Tập hợp số của chúng ta ấy, tập hợp số đó, nó là những cái kiểu tập hợp như là số gì nhỉ, số nguyên này, số nguyên ký hiệu là z này đúng không, số thực ký hiệu là r, số tự nhiên là n đúng không, số quy, quy là số hữu tỉ, được chưa? Y, y của chúng ta là số vô tỉ nhá. Y, y cái này ít dùng này, ít dùng mà được gọi là vô tỉ nhá. Đó, còn quy thì là hữu tỉ. Hữu tỉ là một cái số được viết dưới dạng là a trên b, với a b là các số nguyên, được chưa? Thế đây là tập hợp số, chúng ta sẽ học các phép toán trên những cái tập hợp số như này và nó sẽ ứng dụng như nào. Ok, thì trước khi mà học được ấy, để học được cái phép toán trên tập hợp số ấy, thì các em phải nhớ cho thầy, các em phải nắm được các cái tập con thường gặp, được chưa? Thì đây thầy đã viết mẫu ra đây rồi, thì các em sẽ quan sát cho nhé, thầy sẽ giải thích này, được chưa? Thầy sẽ giải thích những cái ký hiệu này và được biểu diễn trục số này. Đây là trục số này, được chưa? Đây là trục số nhá, cái phần đường này được gọi là trục số, đây là trục số này, đó, nó được gọi chung là trục số, được chưa? Và đây bên này ấy, bên này là mình sẽ viết theo ký hiệu các tập, ký hiệu các tập, ký hiệu các tập hợp. Đó, chưa? Thì đầu tiên này, chúng ta nhìn nhá. Đầu tiên ấy, chúng ta có cái ký hiệu là ngoặc tròn xong A chấm phẩy B, được chưa? Thì các em hiểu đây nhá, nó là khoảng từ A đến B. Khoảng từ A đến B ấy, thì chúng ta sẽ ký hiệu trên trục số nhá. Thì em sẽ vẽ hai một cái trục số như này, được chưa? Các em sẽ vẽ một cái trục số, sau đó các em sẽ lấy hai điểm A và B. Thì bởi vì đây là ngoặc tròn thì em sẽ đánh dấu là ngoặc tròn. Tức là viết như này nhé, thì x của chúng ta ấy, x của chúng ta nó đang thuộc trong khoảng từ A đến B. Đấy, được chưa? Và người ta cũng giải thích cho em là gì nhỉ? Nếu như x thuộc trong khoảng từ A đến B thì x sẽ lớn hơn A và x sẽ nhỏ hơn B. Và đây là cái ký hiệu thôi, các em chỉ nhìn hình và hiểu cho thầy. Khi mà một cái tập được biểu diễn trên cái trục số như này thì tức là nó được nằm giữa khoảng A và B, và nó không lấy, nó nằm giữa khoảng A và B này, và nó không lấy hai giá trị AB, được chưa? Ok, cái này thì các em có thể chụp lại để các em vẽ vào nhá. Cái này các em thì chụp lại để các em vẽ vào, được chưa? Còn đối với cái này nhá, đối với cái này nó khoảng từ A đến dương vô cùng thì là x của chúng ta sẽ lớn hơn A. Một cái trục số của mình, các em luôn nhớ này, trục số của mình sẽ chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng, đó, được chưa? Vậy nếu như mà A đến dương vô cùng, đúng không, đây là ngoặc tròn này, đúng không? Và nhớ thầy, ngoặc tròn thì chúng ta sẽ không lấy giá trị của x nhá. Ngoặc tròn thì mình sẽ không lấy giá trị. Vậy thì cho ra ngoặc tròn này, đó, đây là A. Thì ngoặc nó hướng về bên nào nhá, thì tức là mình sẽ lấy phần bên đó, được chưa? Thì cái phần này này đang hướng về bên này, đúng không? Cái phần lõm này, cái phần lõm đang quay về dương vô cùng, thì x của mình nó sẽ nằm trong khoảng này, và mình sẽ bỏ đi những cái phần này. Đấy, được chưa? Và đây nó nằm trong khoảng từ A đến dương vô cùng này. Còn này ấy, thì ngược lại, đối với ngược lại với A đến dương vô cùng thì chúng ta có âm vô cùng đến B. Thì vậy là những giá trị đang nhỏ hơn B, đúng không? Cái này mình sẽ lấy nhỏ hơn B, đây là nhỏ hơn B. Đó, đây là nhỏ hơn B, được chưa? Còn đây là gì nhỉ? Đây là lớn hơn B. À, lớn hơn A. Còn cái này là gì? Cái này là lớn hơn A và nhỏ hơn B. Thì cái này nó chỉ là hình vẽ bình thường thôi, các em có thể tự ấy vào nhá. Gì đấy? Hello Khoa Nguyễn, hello các bạn. Thầy không nhìn thấy comment của các em. Tôi không lường trước được đi này là sao? Ok, thì đây là trục số này, đúng không? Tiếp theo chúng ta đây nhá, thực ứng với mỗi trường hợp thì đã có mũi tên sang tương ứng rồi. Đây mình sẽ đi đến vào khoảng này. Đây nhá, nếu như ngoặc tròn này, nếu như ngoặc tròn nhá thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Đọc sẽ là khoảng. Được chưa? Nếu như ngoặc tròn nhá thì em sẽ đọc là khoảng từ A đến B. Còn đây này, các em thấy là ngoặc vuông này, ngoặc vuông, đây là ngoặc vuông nhá, em sẽ đọc là đoạn. Được chưa? Ngoặc vuông thì mình sẽ đọc là đoạn từ A đến B. Và lúc này x của chúng ta sẽ lấy cả giá trị A và lấy cả giá trị B. Viết theo ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn thì nó là cái phần này. Đây là nhỏ hơn, lớn hơn, nhỏ hơn này, thì là không lấy này. Còn nếu lớn hơn hoặc bằng và nhỏ hơn hoặc bằng thì chúng ta lấy. Được chưa? Và ký hiệu trên trục số nó cũng tương tự thôi. Nó chỉ có điều là nó sẽ thay dấu ngoặc tròn bằng dấu ngoặc gì? Dấu ngoặc vuông. Đúng không? Vậy các em lại nhớ thầy nói gì nhỉ? Tròn, đúng không? Thì không lấy.
Đấy, tròn thì không lấy. Còn sao nữa? Còn vuông thì mình sẽ lấy. Đấy, nhớ thế này. Được chưa? Đây là đoạn từ A đến B nhá. Còn đây là gì nhỉ? Đây là nửa khoảng từ A đến B. Đây cũng là nửa khoảng từ A đến B. Hai cái nửa khoảng này nhá thì nó lấy A không lấy B thì nó gọi là nửa khoảng, được chưa? Tức là nó nằm trong một cái khoảng và nó lấy một thằng và nó không lấy thằng còn lại ấy, thì được gọi là nửa khoảng nhá. Cái thằng này cũng là nửa khoảng này. Tiếp theo, đây là gì nhỉ? Đây là từ nửa khoảng từ A đến dương vô cùng, nửa khoảng từ âm vô cùng đến B. Thì biểu diễn như trục số là chúng ta biểu diễn như này nhá. Cái biểu diễn trục số thì thầy nghĩ là nó khá là đơn giản, nó không có gì khó khăn đối với chúng ta cả. Được chưa? Thế này các em chỉ cần viết các ký hiệu và các em vẽ ra cái trục, cái hình biểu diễn. Cái phần này nó được gọi chính là cái hình biểu diễn nhá các em nhá. Được gọi là hình biểu diễn trên trục số. Đấy, hình biểu diễn trên trục số. Trên trục số. Đó. Đây đó chính là cái hình biểu diễn trên trục số của chúng ta nhá. Rồi. Ok, có bạn nào hỏi gì phần này không nhỉ? Ok nhá. Đó thì cái phần này không có gì để thắc mắc đúng không? Các em đợi tí thầy chỉnh lại cái này cho nó hợp lý chút. Nó đang bị Nhung với Ninh nói gì nhau đấy? Đợi chút nhá, nó đang bị hơi chệch choạc. Hơi lỗi kỹ thuật một tí. Ok, nào, chúng ta đi tiếp nhá. Ok, mình đi tiếp này. Thì đây là những cái ký hiệu cơ bản trong tập hợp của các em cần nắm được nhá. Thì từ những cái này thì chúng ta sẽ đi vào những cái bài toán cụ thể. Được chưa? Rồi. Thì nó đi sang các dạng bài tập này. Dạng 1. Dạng 1 của chúng ta là biểu diễn tập số. Được chưa? Biểu diễn tập số thì có hai cách. Cách 1 là viết dưới dạng tập hợp. Viết dưới dạng tập hợp. Viết dưới dạng tập hợp. Được chưa? Cách số 2 là mình sẽ biểu diễn trên trục số. Biểu diễn trên trục số. Đó. Thì sẽ có hai cách em nhá. Ok. Rồi, hello Hồng. À, Duyên. Duyên chứ không phải Hồng. Ok. Nào, thì ta đi vào câu 1 này. Câu 1 nhá, cho tập A có những giá trị là x. Cho tập A này gồm những phần tử x thuộc R sao cho trừ 3 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Thì các em thấy là gì nhỉ? Khi mà dấu nhỏ hơn như này đúng không? Thì là gì? Nó là ngoặc tròn như này. Được chưa? Vậy câu này của mình ấy, nó sẽ là tròn từ trừ 3 đến mấy nhỉ? Từ 3 đến 1. Được nhá? Dấu nhỏ hơn hoặc là lớn hơn ấy, thì tức là không lấy dấu bằng. Mà không lấy dấu bằng thì không thể là ngoặc vuông được. Đúng không? Thì cái này ấy, các em sẽ loại cái đáp án câu này nhá. Ngoặc nhọn này sẽ là ngoặc... À nhầm, lớn hơn nhỏ hơn thì sẽ ngoặc tròn. Ngoặc tròn của chúng ta là đáp án gì nhỉ? Đáp án D là trừ 3 đến 1. Ok. Đó. Các em nhìn rõ đề không nhỉ? Ok chứ? Ok nhá. Hello Thanh Hà. Rồi sang câu số 2 này. Câu số 2 cái đáp án gì nhỉ? Comment đáp án câu 2 nào. Comment đáp án nào các em ơi. 1D chính xác. Hello Vàng Cỏ Đông, Phạm Nam. Hello. À, nay clip 2K6 nhé Quốc nhá. Tuần buổi tới thầy sẽ clip cho 2K4. 1D chính xác. 1D vì gồm chữ 2, chữ 2 không à. Ok. Tiếp là sang câu số 2 nào các em, hai gì nhỉ? Hai gì đây? 2A, Lộc Thanh 2A. Duyên ra 2A, Lộc Thanh 2A, Tuấn Linh 2A, Khánh Ly 2A, Đỗ Nhung 2A, Vàng Cỏ Đông 2A, Minh Quốc. Minh Quốc 2 gì đây em? 2A, ok. Thế em chú ý nhá, phần không bị gạch ấy là phần chúng ta sẽ làm những cái phần của x mà chúng ta lấy. Được chưa? Những cái nào gạch đi ấy, thì em sẽ không lấy. Được chưa? Minh họa cho tập hợp là 1 và gì và 4, đúng không? Thì tức là x của chúng ta đang nằm ở khoảng giữa này này. Được chưa? X nó sẽ nằm trong khoảng giữa như này. Đấy nhá. Thì lúc này ấy, những cái thằng nó nằm ngoài ấy, em sẽ bỏ đi. Vậy lúc này nhá, cái này nằm ngoài em bỏ đi đáp án A. Được chưa? Còn đáp án B nhá, đáp án B nó cũng bỏ khoảng ngoài nhưng tại sao lại sai? Bởi vì khác dấu,
dấu của chúng ta là ngoặc tròn này, nhưng đây lại là ngoặc gì? Đây là ngoặc vuông. Dấu ở đây là ngoặc vuông thì đây lại là ngoặc gì? Ngoặc tròn. Vậy đáp án B sai nhá. Đáp án C cũng sai. Bởi vì cả hai đều là tròn mà trong khi đó là một tròn một vuông. Đúng không? Vậy đây C sai luôn. Đáp án D cũng sai bởi vì đây là hai cái gì? Hai cái vuông mà trong khi đó là một tròn một vuông nhá. Ok, thì đây là câu số 2. Ok nhá. Rồi các bạn comment rất chính xác. Phần đầu rất là dễ, cái dạng quan trọng của mình là dạng số 3. Đấy, bạn nào mà muốn lấy 9 và 10 điểm ấy, 9 cộng đến 10 ấy thì các bạn phải học dạng số 3. Dạng 3 là dạng phân loại đấy. Nó sẽ phân loại chúng ta. Nhá. Dạng 3 sẽ là cái dạng phân loại để các em tập trung vào cái dạng số 3, chứ là mấy dạng 1, dạng 2 rất là dễ. Nào đi tiếp sang câu số 3 nhá. Câu số 3 này, cho tập hợp x này gồm x, tập hợp x này gồm những phần tử x sao cho, dấu nhá, dấu cho cái sọc này này, dấu sọc này đọc là sao cho x là số thực và trị tuyệt đối của x lớn bằng 1 và trị tuyệt đối của x nhỏ hơn bằng 3 thì x được biểu diễn là hình nào sau đây? Thì cái này đúng không? Các em chú ý này, cái này này thì thầy sẽ có thể viết lại thành gì nhỉ? Trị tuyệt đối của x nhỏ hơn bằng 1, được chưa? Và trị tuyệt đối của x nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 3. À, cái này của mình phải lớn bằng nhá, thầy viết lộn. Lớn bằng. Rồi đây thì các em sẽ áp dụng cái cách giải ở năm lớp 9 thôi nhá. Thì trị tuyệt đối của x mà lớn hơn 1 đấy thì em sẽ ra là gì nhỉ? Ra là -1 nhỏ hơn bằng x hoặc là x lớn bằng mấy? Lớn bằng 1, được chưa? Và cái này là x -3 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn bằng 3. Đó. Ra đến đây rồi thì vậy chúng ta phải làm thế nào nữa? 3D à? Hậu Duyên ra 3D, Hường ra 3D, Phạm Nam ra 3D. Ok, 3D đúng không? Giang Hường, Tuấn Ninh 3D, Ngô Lan Hương 3D. Hello vào cỏ đông 3D, Thanh Vi 3D, Nguyễn Khoa 3D, Nguyệt Trần à? À Nguyệt Trần ơi, thầy vừa bắt đầu thôi, không lo nhá. Được chưa? Đến đây này, đến đây thì các em chú ý nhá. Cái dấu tổng đấy, dấu tổng nhá, em hiểu là dấu lớn nhất đấy, dấu lớn nhất đấy là dấu ngoặc nhọn. Đó, nó là ngoặc nhọn. Còn dấu phụ ấy, đúng không? Dấu phụ của chúng ta là dấu gì nhỉ? Dấu ngoặc vuông. Ngoặc vuông là gì nhỉ? Ngoặc vuông là hoặc nhá, hoặc ấy. Còn dấu ngoặc nhọn là gì? Là và. Tức là và, tức là xảy ra đồng thời. Đó, và tức là xảy ra đồng thời. Được chưa? Còn hoặc ấy, hoặc tức là xảy ra thằng này rồi thì không thể xảy ra thằng này nữa. Vậy khi mà các em làm đến đây rồi nhá, thì cái phương pháp làm ấy, em sẽ kết hợp thằng này này, kết hợp thằng này nhá với cái thằng này. Được chưa? Sau đó em sẽ kết hợp thằng này với thằng này. Đấy, tức là cái dấu phụ của chúng ta đang có hai trường hợp, đúng không? Dấu phụ của mình đang có hai trường hợp thì các em phải kết hợp thêm cái trường hợp chính của chúng ta đây nữa. Mình sẽ kết hợp lần lượt nhá. Vậy đầu tiên này, chúng ta sẽ kết hợp này. Nào, đầu tiên kết hợp -1 nhỏ hơn bằng x, đúng không? Và nhỏ hơn bằng 3, vậy kết hợp thằng này với thằng này thì chúng ta ra được trường hợp đó là -1 này nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng gì? Bằng 3. Đấy là chúng ta kết hợp thằng này với thằng này nhá. Đúng không? Sau đó các em phải kết hợp thằng lớn bằng 1 và thằng này nữa thì kết quả của mình ấy nó sẽ là gì nhỉ? Hoặc, đúng không? Nó là hoặc. Đấy, hay là thầy viết ngoặc ngoặc vuông đi. Đó, thấy chưa? Mình kết hợp thằng này với thằng này xong mình viết ra đây. Sau đó mình kết hợp thằng này tiếp với thằng này thì chúng ta sẽ có là 1 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? Nhỏ hơn bằng 3. Được chưa? Ok. À, cái này á, cái trường hợp này thì viết lộn đúng không? -1 nhỏ hơn bằng x à? -1 nhỏ hơn bằng x. Ok, và nhỏ hơn bằng 3. Thôi viết nhầm ở đâu nhỉ? Cái hợp hai thằng này lại với nhau ra cái gì nhỉ? Có viết nhầm không em? Sao lại nhìn nó hơi điêu điêu này? -1 x lớn bằng -1 đúng không? X lớn bằng -1 mà lớn bằng -3 thì lấy lớn bằng -1 và nhỏ hơn bằng 3. Đúng rồi. À, cái này viết lộn cái này này. Viết lộn cái này các em ạ. X lớn bằng 1. À đó đúng mà. À, cái này viết sai. Cái này phải là x phải nhỏ hơn bằng -1, đúng không? Và x lớn bằng 1. Đây nhá, cái này mới đúng. Thì mình sẽ kết hợp này. Kết hợp thằng nhỏ hơn bằng -1 và với thằng này mình sẽ có là -3. -3 nhỏ hơn bằng -1, đúng không? Và 1 sẽ làm sao đây? Nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 3. Vậy thì kết luận lại của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đây là dấu bằng, đúng không? Dấu bằng của chúng ta sẽ là -3.
đến trừ 1, ngọc vuông một cái như này. Được chưa? Tiếp theo này, đây là dấu ngoặc vuông nhá, thì các em hiểu nó chính là cái ký hiệu hợp của chúng ta. Nhớ nhá, ngoặc vuông nó chính là ký hiệu hợp. Được chưa? Vậy mình sẽ hợp với thằng nào nhỉ? Mình sẽ hợp với cả đoạn thằng đoạn từ 1 đến mấy? Từ 1 đến 3. Vậy câu này của mình ấy, em nhìn thấy ngay câu này của mình là đáp án gì? Đáp án D. 3D. Ok, câu 3 của mình là đáp án D, có bạn nào làm sai không nhỉ? Đúng không? 3D đúng không? Tai nghe xịn phết à? Cái gì đấy? Khổ hỏng mic nên phải mua tai nghe. Ngô Đan Hương 4A, Phạm Nam là 4A. Ok nhá, đây câu 3 nhá. Được chưa? Nói sang câu 4 nào. Sử dụng các ký hiệu khoảng đoạn để viết tập hợp A gồm những phần tử x là số thực, sao cho x lớn hơn bằng 4 và x nhỏ hơn bằng 9 thì chắc chắn là cái dấu gì? Dấu này rồi. Đúng chưa? Và bây giờ em sẽ đưa thằng 4 vào trong đây là 4 này và mấy nhỉ? Và 9. Vậy câu này em nhìn thấy ngay đáp án gì đấy? Đáp án A. Ok, 4A. Rồi. Hồng chính xác. Cho em xin tí idea đi anh, là cái gì? Tuấn Ninh 4A, Khoa Nguyễn 4A, Giang Hường 4A chính xác. Thanh Vi 4A chính xác. Nhớ thầy nhá, nhớ cứ mà có dấu bằng ấy, nhớ thầy này, cứ có dấu bằng nhá. Có dấu bằng ấy thì em sẽ dùng ngoặc vuông. Được chưa? Ngoặc vuông của chúng ta thì là nếu như nó sẽ ngoặc này, nếu như cái dấu của mình là dấu nhỏ hơn hoặc bằng. À lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn bằng thì mình dấu ngoặc này, còn nếu mình sẽ dùng ngoặc này nếu như nó nhỏ hơn hoặc bằng. Đấy, được chưa? Ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng số 2 là các phép toán trên tập hợp số nhá. Phép toán thì chúng ta cũng dùng rồi, hôm trước thầy nói rồi. Các phép toán trên tập hợp số ấy thì nó là những cái phép toán như là phép giao, phép hợp, phép trừ, phép lấy phần bù. Đấy, được chưa? Chúng ta có 4 phép toán cơ bản như này nhá. Rồi, câu 5 gì nhỉ? Bạn nào ra câu 5 chưa? 5 gì đây? Các bạn đáp án câu 5 cho thầy nào. 5C à? Giang Hường 5C, Văn Trọng 5C, Hồng 5C, à Duyên, Phạm Nam 5C. Lần đầu tiên in đề thầy cả sấp 24 tờ. 5C, Minh Quốc 5C, Giang Hường 5C. Bằng là ngoặc vuông không nói nhiều, chính xác. Các em học thì các em phải có cái mẹo để nhớ nhá. Cứ mà khi liên quan đến dấu bằng ấy, thì khi mà biểu diễn trên cái trục hay là biểu diễn qua cái dạng tập hợp ấy, thì em phải có dấu bằng nhá. Rồi thì câu 5 nào. Câu 5 là A hợp B, đúng không? Đây là A hợp B. Thì đối với cái này ấy, thì các em nhớ là thầy có một cái phương pháp trục số. Đấy, bạn nào mà chưa biết dùng trục thì em dùng trục số cho thầy. Được chưa? Hợp là chúng ta sẽ lấy toàn bộ những gì nằm trong A và nằm trong B. Thì để cái phương pháp trục số là các em sẽ liệt vẽ cái trục ra. Đầu tiên nhá, thầy sẽ vẽ tập A trên trục số này. Thì tập A của chúng ta, một cái trục số của chúng ta nhá, thì luôn chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Được chưa? Một cái trục số thì luôn chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Thì lúc này nhá, đối với tập A này là nằm trong nửa khoảng từ âm vô cùng đến âm 1, đúng không? Thì chạy từ âm vô cùng đến âm 1, thầy đánh dấu âm 1 ở đây. Đó. Và các em thấy này, dấu âm 1 đang là ngoặc vuông thì em sẽ đánh ngoặc vuông vào đây cho thầy. Đấy, được chưa? Và những cái phần không dùng đến em sẽ gạch nó đi. Đó, gạch nó đi. Được chưa? Tiếp theo đối với tập B. Tập B của chúng ta nhá. Đó, tập B của chúng ta này là trừ 2 đến dương vô cùng. Thì trừ 2 nó phải nằm ở đây đúng không các em? Đó. Đến đâu nhỉ? Đến dương vô cùng. Rồi, ok, bỏ cái này đi. Đấy, được chưa? Và các em thấy là gì nhỉ? Đề bài lúc này đang hỏi là phép gì? Phép hợp, đúng không? Thì các em biết là gì? Phép hợp nhá là lấy tất cả những thằng nằm trong A và những thằng nằm trong B. Thì nếu như lấy thằng tầm A thì mình sẽ lấy toàn bộ phần này không? Được chưa? Còn lấy phần nằm trong B thì sẽ lấy toàn bộ phần này. Và khi mà em thấy em gộp hai phần này lại với nhau nhá, gộp hai phần này lại với nhau ấy, vậy kết quả của chúng ta nó chính là từ âm vô cùng đến gì nhỉ? Đến dương vô cùng. Đúng không? Khi mà các em gộp hai phần này lại với nhau này, bởi vì âm vô cùng đến âm 1 ở đây rồi. Đấy, lại từ âm 2 tiếp thì nó chính là kết quả của mình, nó chính là âm vô cùng đến dương vô cùng. Mà âm vô cùng đến dương vô cùng của chúng ta nó chính là tập số thực R. Vậy câu này của mình là đáp án gì? Đáp án C. Đó. Có hiểu câu này không nhỉ các em nhỉ? 5C chính xác. Mấy phần đầu này khá là dễ nên các em thầy thấy các em comment đúng rất là nhiều. Hello Frank. Frank sách giáo khoa đúng không? Ok nhé. 6A Văn Trọng, nhiều bạn đã làm câu 6 rồi à? Cái file này thầy đã up rồi đấy, thầy đã up cái file này lên rồi ấy. Bạn nào mà lấy về rồi làm sẽ làm rất là nhanh và comment đáp án cho thầy. 6A chính xác. Ok.
Rồi. Ok Đỗ Dung nhá. Giang Hường 6A là câu 6 nào. A giao B là tập nào sau đây? Thì cũng tương tự thì các em cứ vẽ cái trục số cho dễ nhìn nhá. Và các em nhớ là khi mà vẽ trục số thì các em phải biểu diễn các số nó trên đấy nó phải đúng đơn vị với nhau nhá. Trừ vô cùng đến dương vô cùng này. Đầu tiên này, A bằng âm 5 thì lấy âm 5 ở đây đi. Được chưa? Đến 3, 3 ở đây đi. Đó. Thì âm 5 của chúng ta đang ngoặc vuông, em ký ông ngoặc vuông. Được chưa? Còn 3 của chúng ta nhá, 3 của chúng ta đang ngoặc tròn như này. Đó. Vậy những cái phần ngoài các em sẽ bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ tiếp. Cái phương pháp trục số ấy làm rất là nhanh và không bị nhầm. Tuy nhiên bạn nào mà có thạo nhá, bạn nào mà thạo thì có thể làm nhanh luôn cho thầy. Được chưa? Thì thầy sẽ dạy hai phương pháp nhá, một là phương pháp trục số và một phương pháp nữa là mình viết như bình thường không cần đến trục số. Đấy, tiếp theo này. Tiếp theo thằng này mình sẽ bắt là âm vô cùng đến dương vô cùng. Đây là tập A. Đây là tập B. Được chưa? Thì lúc này nhá, tập B của mình là từ 1 đến dương vô cùng. 3 của mình ở đây đúng không các em? Đây là 3 nhá, thì 1 của mình phải ở đâu nhỉ? 1 của mình phải ở đây. Đúng chưa? 1 đến dương vô cùng nhá. Vậy tức là gì nhỉ? Ngoặc nhọn này, ngoặc tròn này. Thì em sẽ bỏ những phần này đi. Đó. Thì đối với phép giao ấy thì em phải gióng hết những cái này lên. Được chưa? Các em phải gióng nhá. Đối với phép giao em phải gióng lên. Và đối với phép giao này thì ở trên gạch ở có hai cái trục đúng không? Thì trục trên và trục dưới. Đối với phép giao, trục trên gạch thì trục dưới cũng gạch. Được chưa? Đối với phép giao nhá, các em nhớ này. Đối với phép giao thì trục trên mà gạch thì trục dưới cũng sẽ gạch. Bởi vì phép giao là chúng ta lấy những phần chung. Phần trên mà gạch tức là phần trên không lấy. Nếu như mà phần B lấy thì phần trên không lấy thì nó không thể chung với nhau được. Nên em những cái phần nào gạch ấy thì em gạch hết. Nào vậy sau khi em gióng lên nhá, vậy phần này này. Cái phần B của mình đang là gạch ở đây đúng không? Vậy em gióng lên. Thì cái này cái ở trên đang không gạch này. Tuy nhiên vì là phép giao này cũng gạch hết. Đấy, được chưa? Đối với này cũng thế này. Cái này cũng gạch hết cho thầy. Được chưa? Và kết quả nhá, em sẽ để lấy nguyên cái dấu. Lấy dấu này, đây là ngoặc tròn đúng không? Trên này cũng sẽ là ngoặc tròn. Trên là ngoặc tròn đúng không? Dưới này cũng sẽ là ngoặc tròn. Vậy cái phần còn lại của chúng ta là cái phần không bị gạch. Vậy cái này của mình sẽ là từ 1 đến mấy nhỉ? 1 đến 3, đáp án A. Được chưa? Ok. Còn bạn nào ấy, bạn nào mà tư duy tốt nhá thì không cần vẽ trục ra. Các em hiểu rồi này. A giao B đúng không? Tức là x phải thuộc A và x của mình phải thuộc gì nhỉ? X phải thuộc B. Đấy. Được chưa? Đối với những bạn nào mà tư duy tốt mà không cần vẽ trục ấy thì em sẽ x thuộc A và x thuộc B. Thì lúc này em hiểu này. X thuộc A đúng không? Thì tức là gì đây? Trừ 5 đang nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 3. Đúng không? Từ cái đoạn này này mình sẽ ra được cái thằng này. Được chưa? Và thằng này là gì nhỉ? 1 sẽ nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn dương vô cùng. Thì em thấy ngay khi mà em kết đây là ngoặc nhọn nhá, thầy bảo rồi ngoặc nhọn em phải kết hợp nó lại. Khi kết hợp nhá, x mà lớn hơn 1 và x lớn bằng âm 5. Thì em chú ý này, nếu như mà lớn nhá, nếu như lớn ấy thì mình sẽ lớn hơn cái thằng lớn hơn. Đấy, mình sẽ lớn hơn thằng lớn hơn. Ok chưa? Đấy, rất là hay luôn, không cần vẽ trục. Thì lúc này nhá, 1 và âm 5 thì 1 đang lớn hơn âm 5 đúng không? Vậy thì mình sẽ lớn hơn 1 và x sẽ lớn hơn 1. Đấy, được chưa? Và nhỏ nhá, nếu như nhỏ này thì nó sẽ nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Nhỏ hơn cái thằng nhỏ hơn. Đó. Được chưa? Nhỏ hơn thằng nhỏ hơn thì trong 3 và dương vô cùng thì em thấy ngay 3 của chúng ta là thằng nhỏ nhất, đúng không? Dương vô cùng là một số rất lớn mà chúng ta không xác định được. Vậy 3 và dương vô cùng thì 3 là nhỏ nhất, vậy em sẽ nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 3. Vậy câu này của chúng ta khi mà viết như này nhá thì nó hiển nhiên đó là trong khoảng từ 1 đến mấy? Từ 1 đến 3. Vẫn là đáp án gì? Đáp án A. Ok. Nào các em hiểu cái cách 2 không nhỉ? Cách 1 là dùng trục nhá. Cách 1 là dùng trục này. Đây là cách 2. Cách 2 là viết như bình thường. Được chưa? Nào. Các em hiểu cách 2 không nhỉ? Nào hiểu cách 2 comment số 1 cho thầy nhá. Cách 2 khá là hay các em ạ. Bạn Ninh gì ơi? Úi dồi ôi, Ninh ơi, tin gì Thanh Anh Hà? Thanh Anh Hà 2K4 mà em. Ok. Nào hiểu cách này không nhỉ các em nhỉ? Hiểu cách 2 không nhỉ? Đâu hết rồi, trôi comment các em ạ. Thầy bắn bỏ. Ok, cách 2 rất là ngon nhá, cách 2 rất là ngon và hay luôn, được chưa? Nhớ cái này cho thầy này. Cái quan trọng ấy là các em phải nắm được cái này. Cái này nó chính là cái chìa khóa của chúng ta này.
Nhiều bạn nhá, nhiều bạn ra đến đây rồi mà không biết kết luận các em ạ. Bởi vì các bạn không biết cái này. Đây là cái gọi là cái cây là K là cái gì đó? Cây chìa khóa này, đúng không? Lớn ấy. Nếu như kết hợp nhá, để kết hợp ấy, nếu như lớn ấy thì mình sẽ lớn hơn thằng lớn hơn. Nhỏ thì mình sẽ nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Nhá. Đấy, câu số 6. Nào chúng ta sang câu số 7 nhá. Câu số 7 này. Đây vẫn là A giao B, đúng không? A giao B nhá. Thì chúng ta cũng thử dùng cái cách 2 cho thầy nhá. Thử dùng cách 2 đi để không cần vẽ cái thằng trục làm gì nó lâu, đúng không? Thì x của chúng ta thuộc trong cái khoảng từ thuộc A, đúng không? Và thuộc gì? Thuộc B. Đúng không? Bởi vì đây là phép giao. Đấy nhá. Phép giao nó thuộc hai thằng này. Thì lúc này ấy, em sẽ ra là gì nhỉ? Trừ 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Đấy. Và thằng này sẽ là gì nhỉ? Trừ 3 nhỏ hơn... Trừ 3 này, nhỏ hơn bằng x này. Và nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? Nhỏ hơn bằng 5. Đúng không? Vậy thì nhớ cái phần thầy dạy chưa? Đây là lớn đúng không? Thì mình sẽ lớn hơn thằng lớn hơn. Thì chắc chắn sẽ là trừ 2. Nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy các em? Nhỏ hơn 1. Đúng không? Bởi vì 1 và 5 nhá. Nhỏ thì nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Mà lớn thì lớn hơn thằng lớn hơn. Vậy câu này của mình ấy, nó sẽ là trừ 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. Đáp án B. Ok. Khá là nhanh đúng không? Siêu nhanh luôn, siêu nhanh khổng lồ luôn. Giảng cách 2 lại được không à? Đây thì giảng cách 2 đây, thì giảng cái này trong đây đây. Được chưa? Đây, siêu nhanh khổng lồ luôn nhá. Siêu nhanh khổng lồ. Siêu nhanh khổng lồ. Không hỏi khổng này, đấy, khổng lồ. Đấy, ok chưa? Siêu nhanh khổng lồ luôn nhá. Cái gì đây? Dương quá cái gì đây? Tự nhiên sẽ lạc anh hùng xạ điêu vào đây này, dương quá. Cách 2 á, cách 2 là làm, đây cách 2 nó chính là câu 7 đấy. Câu 7 thì dùng cách 2 này. Thì không phải vẽ trục nhá các em nhá. Đúng không? Phép A giao B. Thần giảng lại cách 2 này, giảng lại cách 2 qua câu số 7 nhá. Phép A giao B. Kết quả là những phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B. Nên thầy sẽ viết theo là x thuộc A và x cũng phải thuộc B. Thì nếu như x thuộc A mà cái tập A của ta như này. Thì x thuộc A thì nó sẽ phải lớn hơn âm 2 và nhỏ hơn 1. Thầy viết là như này. Được chưa? Còn x thuộc B thì sẽ x lớn, đây là ngoặc vuông này, thì x sẽ lớn bằng âm 3 và nhỏ hơn bằng 5. Thì nhớ cái phần chìa khóa thầy ghi ấy, đó là gì nhỉ? Chìa khóa thầy ghi đó gì nhỉ? Lớn thì lớn hơn thằng lớn hơn, nhỏ thì nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Đúng không? Vậy trong cái này nhá, các em thấy này, đây là dấu gì nhỉ? Đây là dấu lớn đúng không? Đây là dấu gì nhỉ? Đây là dấu lớn này. Đấy. Được chưa? Khi mà kết hợp ấy thì các em không biết là x nó sẽ lớn âm 2 hay là lấy x lớn hơn âm 3. Thì nhớ phương pháp lớn thì lớn hơn thằng lớn hơn. Thì trong âm 2 và 3, âm 2 lớn hơn. Nên mình sẽ lấy x lớn hơn âm 2. Còn nhỏ nhá, đây là nhỏ này. Đấy, được chưa? Đây là nhỏ nhá. Thì khi mà nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ lấy nhỏ của thằng nhỏ hơn. Được chưa? Thì trong 1 và 5, 1 nhỏ hơn 5, nên chúng ta sẽ lấy là 1. Đấy, vậy khi mà kết hợp lại thì mình sẽ ra được kết quả cụ thể như này. Và kết quả này của chúng ta nó chính là đáp án B. Được chưa? Đáp án B. Đó. Có bạn nào hỏi cách 2 không nhỉ? Hiểu cách 2 chưa nghe? Không có dấu bằng nhá. Làm sao lấy dấu bằng được hả Nhung? Ok Nguyễn Thịnh, Thịnh vào trễ à? Không sao nhá, thầy cũng vừa mới giảng đến câu số 7 thôi. Trời ơi, lúc nào thầy đẹp trai. Đeo tai nghe mới à. Có cả ngày nay nghiên cứu cách nào để đẹp trai các em ạ. Bởi vì là tóc dài quá nên phải đeo cái tai nghe giống kiểu cái bờm ấy. Không xét dấu bằng nhá Nhung nhá. Nhớ nhỉ, một thằng lấy và một thằng không lấy thì em sẽ không lấy. Được chưa? Chú ý thầy, không lấy dấu bằng nhá. Được nhá. Một thằng lấy này, đúng không? Một thằng lấy, một thằng không lấy, một thằng không lấy, thì kết quả cuối cùng sẽ là không lấy. Nhớ thầy, được chưa? Thầy tự luyến bây giờ. Ok. Đấy, nó giống như kiểu là gì nhỉ? Giống như kiểu em yêu nó nhá, nhưng mà nó không yêu em. Đấy, đúng không? Thì hai đứa không yêu nhau. Thế thôi. Ok chưa? Nhớ nhá. Rồi, cái tập hợp nó giống như trong tình yêu đấy, nhá. Ok. Câu 8 nào.
cốc tám thì đây là gì nhỉ? Đây là phép gì đây? Đây là phép trừ đúng không? Đây là phép trừ này. Đấy. Thì đối với cái này em cứ vẽ cái trục ra cho an toàn. Chưa? Vẽ trục ra nhá. Các em sẽ vẽ hai cái trục ra. Đây là tập A này, đúng không? Tập A của chúng ta thì là 1 và 5. 1 ở đây. Được chưa? Ngoặc tròn nhá. Và 5 ở đây. 5 là ngoặc gì nhỉ? 5 là ngoặc vuông. Đúng chưa? Tiếp theo B. B là gì nhỉ? B là 2 đến 7. 1 ở đây thì 2 phải ở đây. Đúng không? Đây là 2. Đây là 7, 5 ở đây thì 7 phải ở đây. Đó. Ok. Rồi. Ok nhá. Vậy lúc này này, đề bài lúc này nhá, đây là 2 em cũng điền vào đây, đây là 5. Được chưa? Lúc này là phép gì nhỉ? Phép A trừ B. Thì các em hiểu là gì nhỉ? A trừ B tức là mình sẽ lấy x thuộc A. Đúng không? Và x không thuộc gì? Không thuộc B. Đấy. Lấy x thuộc A và x không được thuộc B nhá. Thì nhìn thế này, chúng ta nhìn thấy ngay cái phần x thuộc A nó chính là trong khoảng từ 1 đến mấy nhỉ? Từ 1 đến 2. Đúng chưa? Vậy nhiều bạn nhá, nhiều bạn sẽ chọn đáp án là 1 2. 1 2 của chúng ta là mà rất may trong này không có đáp án nhá. Tuy nhiên các em thấy này. Đối với tập B nhá, đây là ngoặc tròn tức là không lấy. Đúng không? Ngoặc tròn tức là không lấy này. Đó, thì lúc này ấy, các em để xuyên đây. B nhá, B không lấy 2 mà 2 lại đang nằm trong A thì A có thể lấy 2 nhá các em nhá. Đúng không? Bởi vì A trừ B là lấy A không lấy B. Thì nếu như B nó không lấy 2 mà 2 lại đang nằm trong A thì A vẫn lấy 2. Vậy câu này của chúng ta chỗ này phải là ngoặc gì? Ngoặc vuông. Ngoặc vuông câu này của mình là đáp án A. Được chưa? Câu 8 của chúng ta là đáp án A. Nhá. Rồi đây câu 8. À, thầy không kịp xem comment của các em luôn. Ok. Chưa tắt chế độ FA. À, tắt FA. Tí thầy tư vấn tình cảm hay ghép cặp không? Lâu lắm không ghép cặp nhỉ? Các anh chị 2K4 được thầy ghép đôi cho các em ạ. Đấy, ghép thế deck nào rồi có một anh có người yêu anh vẫn vào ghép các em ạ. Xong rồi thầy bị trách oan, khổ thế đấy. À, làm ơn rồi còn mắc oán các em ạ. Ok, câu 9 nhá. Cho tập hợp A gồm là trong khoảng từ 2 đến dương vô cùng. Khi đó phần bù, đây là gì nhỉ? Phần bù của A trong R. Được chưa? Thế em hiểu nhá, một cái trục R của chúng ta này là từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Và tập A của chúng ta là 2 đến dương vô cùng, đúng không? Thì phần bù của A trong R nhá là những là nó chính là phép trừ của gì nhỉ? Phép R trừ trừ A là lấy những thằng nằm trong R mà không nằm trong A. Vậy thì nhìn vào đây nhá. A của chúng ta là ngoặc tròn này, đúng không? Thì R của mình thì sẽ là ngoặc gì? Ngoặc vuông và nó nằm ở bên này. Được chưa? Cái kết quả của chúng ta nó sẽ là từ âm vô cùng đến mấy nhỉ? Đến 2. Như này. Và nhớ cái này là âm vô cùng và dương vô cùng ấy thì luôn luôn là hai cái ngoặc tròn. Được chưa? Đừng có bạn nào ghi hai ngoặc vuông như này nhá. Bạn nào mà ghi ngoặc vuông thì sẽ sai đấy. Bởi vì là chúng ta chưa hề xác định được cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nó nằm ở đâu. Nên các em không được ghi ngoặc vuông mà các em phải ghi ngoặc tròn nữa thầy. Được chưa? Ok. Cái câu này của mình là trừ vô cùng đến đoạn đến 2. À, C. 9C nhá. Phạm Nam chính xác, Giang Hường chính xác. Hôm bữa em xem lại clip thầy mà cúp điện này. Vẫn chưa xem xong 1 phút cuối. Trời ơi. 1 phút cuối chủ yếu thầy chém gió mà, đúng không? Xem hết được những phút đầu là được rồi. Nhiều hôm thầy còn đang live mà mất điện cơ. Em đang xem đến 1 phút cuối mất điện vẫn là may trắng. Mất thì xem lại, đúng không? 9C chính xác, Ngô Lan Hương chính xác, Hồng chính xác, Khánh Ly chính xác. Các em ơi xem bài cho thầy nhá. Xem bài cho thầy nhá. Xem bài và tag bạn bè và học cho thầy nhá. Bài học rất là hay mà không tag bạn bè vào là hơi phí đấy. Được chưa? Và nhớ thầy là 24 tháng 8 thì thầy sẽ khai giảng lớp 10. Khai giảng khóa học online lớp 10 nhá. Đó. Nhiều bạn có thể vào sau không biết thì 24 tháng 8 thầy sẽ khai giảng khóa online lớp 10. Đấy, online lớp 10. Được chưa? Cái khóa online lớp 10 này bạn nào mà muốn tham gia vào cái khóa này thì inbox cho page nhá. Tham gia thì inbox page. Được chưa? Inbox page để tham gia nhá. Inbox cho page nếu như muốn tham gia. Được chưa? Ok. Đến câu số 10 nào các em. Câu số 10 nhá. 10 gì nhỉ? Nào các em comment số 10 cho thầy nào. Nào câu 10 nào. Câu 10 nào. Nào câu 10 đáp án gì nhỉ? Đâu rồi? Comment đáp án câu 10 cho thầy nào.
10A. Đúng không nhỉ? Nhiều bạn ra 10A không biết đúng không các em? Các em thả tim và share bài cho thầy nhá. Giang Hường 10A, Lộc Thanh 10A, Văn Trọng 10A, Thanh Vi 10A, Tuấn Ninh 10A. Bao nhiêu bạn đây? Đỗ Nhung cũng 10A. Ngô Lan Hương 10A, Lộc Thanh 10A. Ok. Rồi vậy câu này của mình đáp án gì? Nhiều bạn chọn A liệu đúng hay sai? Nào, chúng ta có vẽ một cái trục ra như này. Được chưa? A nhỏ hơn B, A này nhỏ hơn B nằm như này, được chưa? Nhỏ hơn C. Đấy, nhỏ hơn D. Đây, chúng ta có một cái trục như này đúng không các em? Thì thầy có một cái phương pháp rất là hay mà các em nên lưu ý nhá. Đó là nếu như học tập hợp nên dùng bút, nên dùng nhiều bút. Nên dùng nhiều bút có màu khác nhau. Đấy, có màu khác nhau. Được chưa? Cái này rất là hay luôn nhá. Chúng ta lưu ý cho thầy, nên dùng nhiều bút có màu khác nhau. Tại vì sao? Hiểu đơn giản thôi. Đó là mỗi một tập hợp thì em sẽ để một màu. Từ đó chúng ta sẽ phân biệt rất là dễ nhá. Thì đây thầy sẽ đổi màu này. Đổi màu nhá. Thằng này sẽ cho màu màu gì nhỉ? Các em thích màu gì? Màu xanh nhá. Được chưa? Đầu tiên đáp án A nhá. Đối với cái này bắt buộc chúng ta phải đi kiểm tra từng đáp án một rồi. Đối với đáp án A này, cái khoảng từ A đến C đúng không? Thì nó sẽ là phần này. Đấy. Được chưa? Đấy, khoảng từ A đến C nhá, nó sẽ là phần này. Tiếp theo, giao với khoảng từ B đến D đúng không? Phải đổi màu này. Đấy, đổi màu. Giao với khoảng từ B đến D, B đến D là phần này không? Đấy. Được chưa? Và các em nhìn thấy ngay cái phần giao của chúng ta nó chính là phần nào các em nhỉ? Phần giao của chúng ta nó, đây thầy lấy bút này đi. Phần giao nó chính là phần này chưa? Đấy. Thấy không? Đấy, thấy chưa? Khi mà các em dùng bút màu các em đánh dấu rất là dễ luôn. Đây là chính là phần giao của chúng ta nhá. Vậy phần giao của mình là B và gì nhỉ? Úi trời ơi, cái này không cái này không ấy được các em ạ. Ok nhá. Rồi, vậy thì kết quả của chúng ta ấy, đúng không? Màu đỏ bay đâu mất rồi nhỉ? Đây. Vậy rõ ràng kết quả lúc này nhá sẽ là B đến gì? B đến C, đúng chưa? Vậy câu này của mình là đáp án A. Đó. Bút nhiều màu ấy, bút nhiều màu nó còn hay trong những cái bài tiếp theo nữa nhá, chứ chưa phải bài này đâu. Bài này nó chưa phải tối ưu đâu nhá. 10A từ B đến C chính xác. 11B à? 11B đúng hay sai nhỉ? 11 nào. 11 nhá. Cho 3 tập hợp A, B và C. Khi đó A trừ B giao C, đúng không? Thì cứ nhớ phép giao nhá, em có thể dùng cách 2 cho thầy. Đấy, nếu như mà phép giao em có thể dùng cách 2, được chưa? Hoặc là các em vẽ trục số là cách 1. Tuy nhiên thầy hướng là nên các em nên dùng giao. Giao nên dùng cách 2 nó nhanh hơn, được chưa? Đỡ phải vẽ trục lằng nhằng. Vậy câu này em thấy là gì nhỉ? Đầu tiên nhá, thì em cần tìm ra cái thằng A trừ B cho thầy đã. Đúng không? A trừ B của chúng ta nó bằng gì nhỉ? Thì nó sẽ bằng là A trừ B đúng không? Thì là lấy những cái thằng nằm trong A và không nằm trong B. Nào đầu tiên nhá, đây cách vẽ này. Thầy cũng thử sử dụng bút nhiều màu nhá. Thầy sử dụng bút nhiều màu để thầy xem sẽ làm được phép trừ này không? Đúng không? Nào, A của mình là trừ 2 đến 2 này. Đấy. Được chưa? B nhá, đây thầy dùng màu đỏ rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ dùng một màu khác, màu xanh đi. B của chúng ta nằm trong đoạn từ 1 đến 5, đúng không? Từ 1 đến gì nhỉ? Từ 1 đến 5. Ok, được chưa? Thì em thấy này, A trừ B nhá, là những thằng nằm trong A mà không nằm trong B. Vậy hiển nhiên em thấy này, nằm trong A mà không nằm trong B nhá, thì chúng ta chỉ quan tâm tập A thôi. Tập A của chúng ta là cái khoảng này đúng không? Mà đối với cái khoảng từ 1 đến 2 ấy, thì đang nằm trong B mất rồi. Nên em sẽ bỏ đi phần này. Lúc này em thấy này, màu của chúng ta nhá, thì chỉ nó từ trừ 2 đến mấy thôi, trừ 2 đến 1 thôi. Vậy câu này của mình nhá, mà 1 này, 1 là ngoặc gì rồi nhỉ? 1 là ngoặc vuông. Tức là lúc này nếu như mà phần nằm trong A thì nó phải là ngoặc gì? Nó phải là ngoặc tròn. Được chưa? Thì lúc này nhá, kết quả của mình sẽ là từ trừ 2 đến 1 đúng không? Kết quả của chúng ta ấy, nó sẽ là trừ 2 đến 1. Đấy, trừ 2 đến 1 ngoặc tròn. Được chưa? Bây giờ tìm giao với C nhá, thì em thấy này. Thì giao với C đúng không? Em viết xuống dưới thầy thì tức là x vừa thuộc trong cái tập A trừ B. Đúng không? Và x của chúng ta nó cũng phải thuộc gì? X cũng phải thuộc C. Thì đây em sẽ viết phép toán ra cho thầy. Đó là gì nhỉ?
thuộc cái này đúng không, thì tức là trừ 2 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 1 đúng không, và thuộc c thì sẽ là gì nhỉ, 0 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 1 đó. Vậy kết hợp lại nhá, thì đầu tiên chúng ta sẽ kết hợp, chúng ta sẽ kết hợp cái dấu lớn hơn này đã, đây là dấu lớn hơn này đúng không, thì lớn hơn thì lớn hơn thằng lớn hơn, lớn hơn thì lớn hơn thằng lớn hơn, trong trừ 2 và 0 thì 0 lớn hơn, nên kết quả của mình ấy nó sẽ là 0. Và đây là dấu bằng, có dấu bằng. Được chưa? Nhỏ hơn x này. Và 1 nhá, cả hai cái đều là 1, vậy đây sẽ là nhỏ hơn 1 thôi. Vậy câu này của chúng ta khi mà viết như này em hiểu ngay nó là đoạn nửa, đoạn từ 0 này đến khoảng là 1. Đúng chưa? Cái câu này của mình là đáp án B. Đấy. Ok. Được chưa? Được chưa? 11B chính xác. Rồi, rất nhiều bạn ra 11B siêu luôn. Đỉnh cao luôn. Ok, 11B trừ 2 đến 1. Được chưa? Ok, rồi 12C à, nhiều bạn đã câu 12 rồi này. Cái mục đích ấy, cái mục đích để dùng hai màu hay nhiều màu để làm gì, là để em nhận biết, để em nhận biết được là từ đâu đến đâu. Hiểu vấn đề chưa? Đó, từ đâu đến đâu là của khoảng nào. Đấy nhá. Đó, nếu như mà cái đoạn này mà thầy mà dùng bút đỏ luôn này. Đấy, đoạn này mà thầy dùng bút đỏ phát đúng không? Thì nhớ đây là nhớ bạn nhiều khi mà các em vẽ xong nhá, thì em lại nhầm là từ 1 đến 2 là B, thế là đi luôn. Đấy, được chưa? Nên là dùng bút nhiều màu để đánh dấu các tập hợp và nhận biết các tập. Được chưa? Đánh dấu các tập và nhận biết các tập thì các em nên dùng bút nhiều màu. Thì học cái phần tập hợp này nó sẽ tối ưu hơn là các em chỉ dùng một màu. Được chưa? Nhớ thế thầy. Rồi, câu số 12 nhá. Câu số 12 này. 12 bạn đã ra gì nhỉ? Nhiều bạn ra C đúng không? Cứ hai cái đều có dấu bằng thì mới có dấu bằng hả thầy? Không phải, không phải nhá. Đúng rồi. Khi mà cả hai cái cùng lấy dấu bằng thì em lấy dấu bằng. Còn nếu như một cái lấy và một cái không lấy thì em sẽ không lấy. Thế thôi. 12 gì nhỉ? Ôi nhiều bạn đã ra 13 rồi là nhanh thế. Nhanh vừa thôi chứ, để thầy theo với. Nào câu 12 nhá. Phần bù của A trong R là trừ 3 đến căn 8. Đúng không? Thì các em hiểu này. Đây nhá, vẽ trục ra này. Đấy, trừ 3 đến căn 8 đúng không? Căn 8 này. Đó, căn 8 là bao nhiêu các em nhỉ? Thì lấy cái máy tính nhá, căn 8. Căn 8 nó là bằng 2,82 nhá. Căn 8 là xấp xỉ 2,82. Được chưa? Tiếp theo này, thì em thấy nhá, phần bù, đây là kết quả của phần bù của A trong R, nó là cái này. Thì hiển nhiên nhá, từ cái này này, đúng không? Thì các em phải suy ra cho thầy, đây là số 1 đi. Vậy từ cái 1 nhá, thì các em sẽ suy ra cái tập A của chúng ta ấy, thì nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Nó sẽ phải nhỏ hơn trừ 3, là từ trừ vô cùng đến trừ 3, được chưa? Và nó phải hợp cái khoảng ngoài này là từ căn 8 đến dương vô cùng, được chưa? Đây là tập A của chúng ta. Từ cái phép phần bù, từ cái phép lấy phần bù thì các em thể suy ra được cái tập A của thầy nhá. Rồi, còn đối với CR của B thì gọi thằng này là 2 đi. Được chưa? Thì chúng ta lại quan tâm tiếp thầy. Đối với thằng 2 nhá, thì em phải kết hợp hai thằng này lại với nhau xem ra kết quả là gì. Đúng không? Nào, đây thầy chỉ dùng một trục thôi này. Thầy chỉ dùng một trục thôi, nhưng mà thầy dùng bút nhiều màu. Đấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ biểu diễn là từ -5 đến 2 đã. -5 đến 2 đúng không? -5 đến 2 này. Được chưa? Đây là -5. Đến 2. 2,82 ở ngoài ở đây đúng không? Vậy 2 nó ở đây thôi. Đây là 2. Đấy. Được chưa? Tiếp theo này, ngoặc gì nhỉ? Ngoặc tròn đúng không? Ok, ngoặc tròn. Tiếp theo từ căn 3. Căn 3 là bao nhiêu các em? Căn 3. Căn 3 nó bằng 1,73 nhá. Căn 3 là 1,73. À, 1,73 thì hiển nhiên nhá, thầy lại dùng bút khác màu này. 1,73 của chúng ta thì nó phải nhỏ hơn 2, nó ở đây không? Đây nó chính là căn 3. Đấy, các em gióng lên cho thầy. Đấy, đây là chính là căn 3 này, đúng không? Mà bao nhiêu không? Căn 11 là nằm ngoài này rồi. Đấy, ok. Được chưa? Và các em nhớ cho thầy, đối với phép hợp ấy, đúng không? Thì là chúng ta sẽ gộp tất cả toàn bộ lại với nhau. Thì khi mà thầy gộp toàn bộ cái thằng này lại với nhau nhá, thì thầy sẽ ra một cái tập trung của chúng ta sẽ là trừ 5 đến bao nhiêu đến căn 11. Đúng không? Thì thầy khi mà thầy gộp hai cái tập này lại với nhau ấy, thì mình sẽ ra toàn bộ là trừ 5 đến căn 11. Vậy thì lúc này nhá, phần bù của A giao B đúng không? Vậy lúc này chúng ta lại cần tìm ra cái phép A
giao B là bao nhiêu nữa. Đấy, vậy A giao B nhá, thì em thấy này, A giao B là những cái phần vừa nằm trong A mà vừa nằm trong B. Được chưa? Vậy thì A giao B của chúng ta có phải là cái thằng này không các em? Căn 8 là căn 11 là bao nhiêu nhỉ? Kiểm tra lại căn 11 nhá. À, căn 11 chắc chắn lớn hơn căn 8 rồi. Đúng không? Thì đây là tập B này. Còn tập A của chúng ta nhá, đây thầy lại dùng bút khác màu đi này. Không, các em lại nhập màu này. Được chưa? Màu cam đi. Đấy, nhiều bạn nhá, nhiều bạn sẽ bảo đây là tập A này. Đấy, nhiều bạn sẽ bảo đây là tập A. Nhưng đấy là sai đấy nhá. Tập A của chúng ta là đây cơ mà. Đúng là tập A đây. Đấy nhá, vậy thì mình sẽ biểu diễn này. Nhỏ hơn trừ 3, vậy mình sẽ ngoặc tròn như này. Được chưa? Và gì nhỉ? Lớn căn 8, lớn ngoặc, đây mình sẽ cũng như này. Đấy. Được chưa? Nó sẽ như này. Thì đây nó chính là tập A. Lúc này em sẽ gióng xuống thầy. Đấy, và gióng xuống tiếp thầy. Đó. Thì lúc này nhá, em sẽ nhìn này. Từ trừ 5 em gióng lên. Thì cái này nhá, đối với tập 2 em bỏ những phần này đi đúng không? Bỏ những phần này đi. Thì thầy bảo rồi, đối với phép giao nhá, bỏ thì bỏ tất, đúng không? Vậy gióng lên trước này, vậy mình sẽ bỏ đi những cái phần này. Đây là trừ 5. Được chưa? Còn đây nhá, gióng lên đây, mình cũng bỏ đi những phần này. Đây là căn 11. Đấy. Vậy thì kết quả của phép A giao B nhá, A giao B thì gọi là số 3 đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái kết quả số 3 nó sẽ bằng gì nhỉ? Là trừ 5 đến trừ 3, đúng không? Trừ 5 đến trừ 3. Được chưa? Và gì nhỉ? Hợp với cái gì các em? Hợp với cả từ căn 8 đến bao nhiêu? Đến căn 11. Hoặc tròn. Ok. Được chưa? Thì đây là cái phép A giao B của chúng ta. Vậy thì lúc này nhá, phần bù của A giao B trong R, đúng không? Thì nó là những cái phần nào các em? Thì em hiểu nhá. Nào, các em lại hiểu này. Cái phần đây là đổi màu khác đã. Đây. Cái A giao B của chúng ta là phần này đúng không? Đây là phần này. Đấy, được chưa? Đây nữa, phần này nữa. Đây nữa. Đấy, đây nữa. Ok, được chưa? Thì cái phần bù nhá, phần bù của chúng ta sẽ là cái gì nhỉ? Nó sẽ là từ đâu đến đâu các em? Phần bù của A giao B đúng không? Là từ đâu đến đâu các em nhỉ? Trừ 5 đến căn 11 à? Đúng không? Nhìn nó cứ vô lý nhỉ? 2 căn 2, 12C. Thầy hay dây quá, thầy hay quá, em thả tim mỏi tay. Thôi thả gì? Nào, đây nhá. A của chúng ta là trừ vô cùng đến trừ 3 này, đúng không? Trừ vô cùng đến trừ 3. Rồi. A là trừ vô cùng đến trừ 3 mà. A giao B. A giao B thì nó chỉ là cái phần trừ 5. B của mình là từ trừ 5 đến căn 11 đúng không? B là trừ 5. Ôi thầy nhìn nhầm các em ơi. Thầy nhìn nhầm, đây là gì nhỉ? Đây là cái phần bù nhá. Thầy nhìn nhầm rồi. Đấy, đợi tí thầy làm lại phần B này đã. Cái B nó bị nhầm. Bị nhầm mất cái B. Quên không đọc kỹ đề bài. Đây là phần bù nhá. Mình vừa đi tìm B là sai rồi. Đấy. Nào, đây. Đó, trừ 5, đúng không? Thì em thấy này, đây kết quả nhá, cái thằng 2, đây là thằng 2 của chúng ta này, đúng không? Vậy thì cái phần lúc này nhá, thì phần B của chúng ta nhá, phần B của chúng ta sẽ là, lúc này em sẽ suy ra B. B của chúng ta nó sẽ bằng từ trừ vô cùng đến trừ 5, được chưa? Hợp với cả từ căn 11. Hợp với cả từ căn 11 đến dương vô cùng. Đấy, đọc kỹ đề bài em thầy. Mình bị đọc sai đề bài các em ạ. Đề bài đây là phần bù nhá. Thầy lại lấy cái thầy lại coi đây là thầy lại coi cả cái này là tập B luôn mà không để ý cái phần bù. Nên nó bị sai, được chưa? Vậy lúc này nhá, thì cái tập B của chúng ta này viết lại này. B của chúng ta là trừ vô cùng đến trừ 5. Được chưa? Và từ căn 11 đúng không? Căn 11 đến gì nhỉ? Đến dương vô cùng. Ok, vậy phần bù của chúng ta sẽ là trừ 5 đến căn 11. Được chưa? Căn 11 ngoặc vuông nhá. Được chưa? Trừ 5 đến căn 11. Đáp án gì nhỉ? Đáp án C. Được chưa? Ok. Câu này của mình là trừ 5 đến căn 11. Đáp án C. Nhìn nhầm các em ạ. Nhìn nhầm cái đề bài phát là đi luôn đấy. Ok nhá. Cẩn thận. Rồi sang câu số 13 nào. 13 đáp án nào các em nhỉ? 13 thì để tìm ra cái phép toán của A giao B giao C nhá. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ tìm A giao B trước. Được chưa? Thì A giao B của chúng ta nhá, thì em thấy là gì nhỉ?
x của mình á thì đã viết ra đây làm nhanh luôn này. Thì một nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 4, đúng chưa? Và hai nhỏ hơn x, nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 6. Vậy kết quả của từ a ra b mình sẽ là gì nhỉ? 2 này, lớn hơn nhá thì lớn hơn 2 và nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? Nhỏ hơn x và nhỏ hơn bằng mấy? Nhỏ hơn bằng 4. Được chưa? Vậy đây nó sẽ là tập của chúng ta là trong khoảng từ 2 đến 4 hoặc vuông. Đấy nhá, thì làm nhanh luôn. Cái cách này các em biết rồi, đúng không? Bây giờ mình lại giao với C nữa. Thầy lại A giao B giao C, đúng không? Giao C. Thì em thấy này thì đây là một, đây là A giao B rồi này, đúng không? Tiếp theo đến C. C của chúng ta là 1, 2, tức là 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 2, đúng không? Thì lúc này nhá, em thấy này, khi mà em kết hợp lại với nhau nhá, một cái là x lớn hơn 2, một cái là x nhỏ hơn 2, em thấy vô lý chưa? Đúng không? X lớn 2 nhá, ở dưới là x nhỏ hơn 2 là sự vô lý. Vậy rõ ràng kết quả bằng gì? Bằng rỗng. Đáp án D. Ok. Rồi nhá. 13D chính xác. Ôi lại dương quá. Nhỏ hơn bằng 4 chứ. Nhỏ hơn bằng 4 nhá, Đỗ Nhung nhá. Bởi vì tại sao nhỏ hơn bằng? Thì có phải là trên là dấu bằng 4 đúng không? Ở dưới nhá, ở dưới mặc dù nó không có dấu bằng, nhưng mà không có dấu bằng đấy là không lấy bằng 6. Còn trong khoảng từ 2 đến 6 nó vẫn có 4 thì vẫn có bằng 4. Được chưa? Các em cẩn thận cái này nhá. Rồi với câu 13 mình là đáp án D. Chúng sang câu số 14 nhá, 14 các em giải bình thường thôi nhá. Đối với tập A thì các em sẽ giải là gì nhỉ? X cộng 3 nhỏ hơn 4 cộng 2x. Thì mình sẽ tương đương ra là 2x chuyển sang là 3x này. Đúng không? 3 trừ 4 là âm 1. Thì 3x nó sẽ lớn hơn âm 1. Thì x nó sẽ lớn hơn âm 1/3. Được chưa? Tiếp theo B. B của chúng ta là gì nhỉ? B là 5x trừ 3. Đấy, nhỏ hơn 4x trừ 1. 5x trừ 3 và nhỏ hơn 4x trừ 1 thì tương đương là gì các em nhỉ? 5 trừ 4 là x này. X sẽ nhỏ hơn trừ 1 cộng 3 là x nhỏ hơn 2. Đúng không? X nhỏ hơn 2. Thì lúc này ấy, tìm tất cả các số tập hợp thuộc A và B, tức là chỗ này của mình sẽ là ngoặc gì? Ngoặc nhọn, đúng không? Ngoặc nhọn này. Đấy, vậy kết quả ra đây rồi, em sẽ ngoặc nhọn cái nữa là x nhỏ hơn 2. Vậy khi em kết hợp hai thằng này lại với nhau ấy, em sẽ ra được điều kiện cuối cùng ấy là trừ 1/3 nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 2. Mà x của chúng ta lại phải là số tự gì nhỉ? Số tự nhiên, đúng không? Thì trong phần này mình sẽ có 0 và có mấy? Có 1. Đúng không? Vậy x bằng 0 và 1. 0 và 1. 0 và 1 của mình là đáp án A. Rồi, 14A chính xác. Duyên chính xác, Ngô Lan Hương chính xác, Thanh Vi chính xác. Kim Liên Võ gì đấy? Ok nhá. Nói cho các em làm, các em cẩn thận nó nhìn nhầm cái đề bài như câu vừa rồi là mất thời gian đấy. Được chưa? Nào, ra sang câu số 15 nào. Bạn nào đã làm câu 15 comment đáp án thôi nào các em ơi. 15 gì nhỉ? 15 gì đây? Comment đáp án nào. À, 15 các bạn á nhá. Cái này thầy cũng dạy các em luôn là không cần phải vẽ trục ra làm gì cả nhá. Thì em cứ hiểu này, A giao B đúng không? Thì tức là gì? Nó chính là trừ 4 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 7. Được chưa? Và chỗ này ngoặc vuông như thầy, bởi vì cái tập B của chúng ta là hợp. Hợp thì là hoặc, đúng không? Hợp là hoặc, mà hoặc thì sẽ là ngoặc vuông. Đấy, ngoặc vuông là gì đây? X nhỏ hơn trừ 2 hoặc x lớn hơn 3. Thì khi mà viết dưới dạng như này, em sẽ kết hợp thằng này với thằng này trước, sau đó em kết hợp thằng này với thằng này tiếp, đúng không? Mình kết hợp đây này, được chưa? Xong lại kết hợp đây nữa. Đó, vậy em sẽ ra kết quả nào. Đầu tiên nhá, kết hợp thằng này với thằng này đúng không? Thì đây không có lớn hơn nhá, thì hiển nhiên mình sẽ lấy điểm cuối cùng là âm 4. Được chưa? Và đây là ngoặc vuông cho thầy nhá. Đấy. Thì mình sẽ kết hợp hai thằng này nhá, sau đó kết hợp thằng này với thằng này thì sẽ là ngoặc vuông. Được chưa? Đây nhá, mình cái thằng này mình không có điểm, mình chỉ có một điểm nhỏ hơn thôi. Thì chắc chắn ấy thì cái thằng âm 4 nó sẽ là điểm dưới của chúng ta, điểm cận dưới. Được chưa? Và âm 2 với 7 nhá, thì âm 2 đang nhỏ hơn 7 chưa? Vậy mình sẽ nhỏ hơn bao nhiêu nhỉ? Nhỏ hơn âm 2. Đó, tiếp theo kết hợp với thằng này nhá. Thì x lớn hơn này, đúng không? Lớn hơn âm 4 và lớn hơn 3 nhá, thì mình sẽ lấy lớn hơn 3. Và nhỏ hơn x này, và nhỏ hơn bằng 7. Vậy câu này em hiển nhiên nhìn thấy ngay, câu này của chúng ta là từ âm 4
đến âm 2. Đúng chưa? Và từ 3 đến mấy nhỉ? Từ 3 đến 7. Đó. Vậy và dấu ngoặc vuông này thì nó chính là ký hiệu gì nhỉ? Nó chính là ký hiệu hợp, đúng không? Vậy nhìn đây là âm 4 đến âm 2 hợp với 3 đến 7 có phải đáp án B. Rồi, 15B. 15A á, sao nhiều bạn ra A đấy? A, 15A đúng rồi, thì nhìn nhầm. Bởi vì ngoặc này là ngoặc vuông nhá, ngoặc vuông các em ạ. Đáp án A. Ok, nhìn nhầm ấy. Đấy. Nhìn nhiều hoa mắt các em ạ, cẩn thận nhá. Thấy chưa? Nhiều bạn nhá, nhiều bạn khi mà làm này phải vẽ cái trục này ra. Vẽ cái trục này ra thì đánh giá rất là lâu, nên các em cứ làm này luôn cho nhanh nhá. Câu 16 nào. Câu 16 nhá. Cho tập A là bằng trừ vô cùng đến trừ 2 và B là từ 3 đến dương vô cùng và C là từ 0 đến 4. Khi đó A hợp B mà giao C là bao nhiêu? Vậy đầu tiên anh em cần tìm ra A hợp B là bao nhiêu đã nhỉ? Nào, A hợp B đúng không? Vẽ trên một trục thôi. Đấy, A là từ trừ vô cùng đến trừ 2. Đây là trừ 2 này, được chưa? Và B của chúng ta là từ 3 đến dương vô cùng, đúng không? 3 đến dương vô cùng. 3 đến dương vô cùng. Vậy hiển nhiên nhá, A hợp B đúng không? A hợp B thì các em có thể viết lại cho thầy. Thế này là x sẽ nhỏ hơn trừ 2 hoặc x sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Bằng 3. Đây là A giao B. À, A hợp B. Lúc này nó giao với C nữa đúng không? Giao với C này là thêm ngoặc nhọn nữa. Được chưa? Ngoặc nhọn của mình sẽ là gì nhỉ? Không nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 4. Thì lúc này em lại kết hợp thằng này với thằng này này. Đúng không? Sao lại kết hợp thằng này với thằng này? Đấy. Rất là đơn giản. Được chưa? Mình sẽ có ngoặc vuông nhá. Đó. Nào. X nhỏ hơn âm 2 và x lớn lại lớn hơn 0. Vậy trong hai cái này các em thấy là gì nhỉ? Một thằng x nhỏ hơn âm 2, một thằng lại yêu cầu x lớn hơn 0, mà dấu ngoặc nhọn là dấu đồng thời xảy ra. Vậy cái này đối với thằng này mình sẽ không có này. Được chưa? Lúc này chúng ta chỉ còn thằng này thôi, x lớn hơn bằng 3 và x nhỏ hơn 4 đúng không? Vậy kết quả cuối cùng của mình nhá. Khi mà thì lúc này hai cái này sẽ chập là 1 thôi. Đấy, thì sẽ là 3 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn 4. Viết như này ấy, là đáp án gì? Đáp án C. 16C. Được chưa? 16C chính xác, duyên ra C. Hello Nguyễn Hoàng Dung. Nguyễn Hòa C đúng rồi. Hello Giang Hường. Ơi! Giang Hường gọi gì thấy đấy? Nguyễn Hòa ra C, Thanh Vi ra C. Giang Hường ra C chính xác, Đỗ Nhung ra C, Phạm Nam ra C. Đấy các em cứ ok rồi nhá. Cứ nhớ này. Đây nhá, đây là ngoặc gì nhỉ? Đây là ngoặc vuông. Còn đây là ngoặc gì? Đây là ngoặc nhọn. Đấy, được chưa? Cứ nhớ thế cho thầy, xong viết như này ra cho nó dễ. Khi nào quá khó rồi đấy, không thể nhìn được thì mới vẽ trục ra. Vẽ trục cũng phải vẽ cẩn thận nhé. Rồi sang câu số 17 nào. 17A, duyên ra A rồi, duyên làm nhanh phết nhỉ. Duyên đã chuẩn bị bài, các bạn khác không biết chuẩn bị chưa nhỉ? Cái này nha, các em giải ra luôn, đúng không? X sẽ làm sao đây? X sẽ lớn bằng âm 2. Đúng không? Bạn thằng này x làm sao nhỉ? A giao B à? Giao được ngoặc gì? Ngoặc nhọn, đúng không? Thì đây lại ngoặc nhọn phát. X 5 trừ x nhỏ bằng lớn bằng 0, x nhỏ bằng 5. Kết hợp hai thằng này lại với nhau em thấy là gì nhỉ? Đấy, âm 2 nhỏ hơn bằng x mà nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 5. Câu này đáp án A. Rất là dễ. 17A. Nam A, quốc A. Nam quốc, kinh quá. Nam quốc, nước Nam quốc, nước Việt quốc, nước Bắc quốc, Huỳnh Minh Long. A chính xác. Ninh A, Vi A, Hường A. Ok. Đấy, rất tốt, chính xác luôn. Rồi, hôm nay phần đấu 1000 bình luận, 2000 bình luận nhé. Đã được 580 bình luận rồi. Các bạn, còn bạn nào chưa vào nhóm nhắn tin và kết bạn với mình nhé. Ok, bạn nào mà muốn vào nhóm Med nhé. Tham gia nhóm Med ấy. Thì inbox cho bạn Vũ Tuấn Ninh nhé. Vũ Tuấn Ninh. Đấy, bạn rất là tích cực em ạ. Rất tích cực xây dựng lớp học nhé. Đó thì thầy khá là bận nên thầy không thể ép các em vào được, nên các em có thể inbox cho bạn Vũ Tuấn Ninh để bạn ép em hộ nhá. Câu 18 nào, khi đó A trừ B đúng không? A trừ B nhá. Được chưa? A trừ B này. Đầu tiên này. Phép A của chúng ta là x lớn bằng mấy đây? X sẽ lớn hơn bằng âm 2. Được chưa? Và cái thằng này cũng x sẽ làm sao nhỉ? X sẽ nhỏ hơn bằng mấy? X sẽ nhỏ hơn bằng 5. Nhiều bạn nhá, nhiều bạn sẽ bảo với thầy là ơ thầy ơi, câu 17 câu 18 giống nhau. Giống đâu mà giống. Nó khác nhau cái phần kết luận này này. Cái giả thiết nó giống nhau nhưng kết luận nó sẽ khác nhau. Được chưa? 18 gì nhỉ? 18C à? Phạm Nam ra C, Hồng ra C. Rồi, thì cái này nhá, cái này các em có thể là các em sẽ khó nhìn nên các em cứ vẽ cái trục ra cho thầy. Đấy. Đầu tiên đây là tập A, đây là tập B này. Đúng không? Thì x lớn bằng trừ 2 này.
thì lớn bằng -2 đây, lấy -2 đây đi. Những phần sau thầy sẽ bỏ đi. Đúng không? Tiếp theo thầy sẽ lấy x nhọn bằng 5 à. X nhọn bằng 5 thì 5 ở đây nhá. Lớn bằng -2 và nhọn bằng 5 đúng không? 5 ở đây này. Được chưa? Ok, vậy thì thằng này nhá thì các em thấy là gì nhỉ? -2 đến dư vô cùng này. Đúng không? Và 5 đến âm vô cùng đây này. Được chưa? Thì em nhìn thấy ngay nhá, những cái phần ví dụ nhá, vì là phép trừ a trừ b ấy, nên chúng ta chỉ cần để ý đến cái phần a thôi, được chưa? Cái phần b các em không quan tâm, thì để ý phần a phải có điều kiện, đó là phần a của chúng ta là trong khoảng này đúng không, là gồm khoảng này. Tuy nhiên trong khoảng này nhá, đây là phép trừ, thì mình lấy những cái thằng nằm trong a mà không nằm trong b, thì chỗ này nó đang có cái đoạn này này, đúng không? Nhìn thấy đoạn này không? Đoạn này của chúng ta đang nằm trong b thì các em phải bỏ đi. Cái kết quả cuối cùng của mình ấy, do b lấy 5, đấy là do b lấy 5 nên lúc này cái phép trừ của chúng ta không được lấy 5, nên nó sẽ là ngoặc tròn, sẽ là ngoặc tròn từ 5 đến dương vô cùng, đáp án C. Đấy, ok, câu 18 đáp án C. Bà rồi mới bên hóa lipid cô Thu sao? À hôm nay cô Thu dạy lipid phải em? Hôm nay cô Thu lipid cho các bạn nhóm VIP à? Các bạn nhóm VIP của thầy thì tuần sau bắt đầu học nhá, 24 tháng 8 bắt đầu thầy dạy cho các bạn trong nhóm VIP. Bạn nào mà quan tâm đến và muốn đăng ký nhóm VIP thì inbox cho page nhá. Đó, bài học rất là hay, bổ ích nhá. Cơ bản là các em học xong phần này là chúng ta hết chương 1 rồi. Đấy, chúng ta nhảy sang chương 2 luôn nhá. Nguyễn Hòa 20B à? 19 đã. A hợp B đúng không? A hợp B này thì chúng ta sẽ lấy tất tần tật vào với nhau nhá. Nào, A hợp B này, đây là -2 này, đến 7 này, đúng không? 7 này. Tiếp theo này, 19 này, 1 ở đây đúng không? 9 ở đây. Rồi, do là hợp nhá, em phải lấy toàn bộ từ -2 đến 9 đáp án B. Đấy, rất đơn giản luôn. 20 nào, tìm A giao B đúng không? A giao B, đây, này. Nhớ cách phương pháp thầy dạy không? Rất nhanh luôn, -5, nhón bằng x nhón 1, được chưa? Và -3, nhón x nhón bằng mấy? Bằng 3. Thì câu này của chúng ta nhá, nhớ cách làm thầy dạy chưa? À lúc này kết luận nhá, kết luận thì em không cần ngoặc nữa. Nhớ cái nào của thầy dạy nhá. Lớn thì lớn hơn thằng lớn hơn, nhỏ thì nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Đây là dấu lớn này. Trong âm 5 và âm 3 thì âm 3, trong âm 5 và âm 3 thì âm 3 lớn hơn đúng không? Thì em sẽ lấy kết cục là âm 3 nhỏ hơn x. Và 1 và 3 đúng không? Em vẫn là 1, sẽ nhỏ hơn 1. Câu này của chúng ta sẽ là từ âm 3 đến 1 đáp án B. 20B chính xác. Rồi, Thanh Anh Hà vâng ngại cái gì Thanh Anh Hà? Em cũng mới bay từ lớp VIP cô Thu sang à? Ok, ok. Khiếp, đội này hôm nay bỏ thầy đi sang cô Thu hết à? 19B, 20B chính xác. Nào, có 21 nào. 21 nha, chúng ta làm nhanh mấy câu này để chúng ta sang dạng toán tìm M. Dạng toán tìm M mới là cái bài chính trong ngày hôm nay nhá. Câu 21 này. Cho tập A là âm 1 là 5, tìm A trừ B đúng không? Thì thầy nói rồi, chúng ta chỉ quan tâm đến tập A thôi. Các em cũng vẽ cái tập A cho thầy nha. Nào, nhớ là dùng bút màu của thầy. Tập A này là âm 1 đến 5 đúng không? Âm 1 đến 5. 5 ở đây này. Được chưa? Và B là 27, nhớ dùng bút màu của thầy. B là 27. 2 ở đây này. Được chưa? 7 thì ở đây rồi. Được chưa? Lúc này là A trừ B nhá, đúng không? Thì chúng ta chỉ quan tâm đến tập A của chúng ta là thằng này. Đúng không? Và A trừ B này, nên là chúng ta không được lấy những thằng nằm trong B. Thì trong cái khoảng A của chúng ta đang lại dính cái thằng này, dính cái thằng này đang nằm trong B này, đúng không? Vậy các em phải bỏ cái thằng này đi. Cái kết quả của mình lúc này ấy, nó, đây là do ngoặc tròn đúng không? Do B là ngoặc tròn nên A có thể lấy, đây là ngoặc vuông. Cái kết quả của mình sẽ đáp án A. Nhớ nhá, thấy chưa? Thấy cái sự lợi hại của bút nhiều màu chưa? Làm nó không bị lần, không bị nhầm lẫn nhá. Nào sang câu 22 nào. 22 nhá, khi đó A hợp B mà giao C. Vậy đầu tiên A hợp B là bao nhiêu các em nhỉ? Trừ vô cùng đến 0 này. Xong lại từ 1 đến dương vô cùng. À ok, thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Đầu tiên nhá, vì là ngoặc dao này nên sẽ ngoặc nhọn đã này. Được chưa? Mình sẽ có ngoặc vuông. A hợp B nhá thì tức là x đang nhỏ hơn bằng 0 này. Được chưa? Và x đang lớn hơn 1. Và kết hợp với thằng C là 0 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn 1. Đó. Vậy kết hợp lại nhá, là chúng ta kết hợp thằng này với thằng này trước. Đúng không? Xem có không nhỉ các em nhỉ? X nhỏ hơn bằng 0 mà kết hợp với thằng này là không có đáp án rồi đúng không? Một cái là x nhỏ hơn bằng 0 nhá, một cái là x lớn bằng 0. A
Cái này có đáp án này, đúng không? Đố các em biết cái này x bằng mấy? X bằng 0. Đấy, hay chưa? Nhiều bạn nhé bảo là rõ ràng thằng này nhỏ hơn, thằng này lớn hơn thì làm sao mà có đáp án được? Nhưng đây là có dấu bằng nên chúng ta lấy trường hợp bằng 0. Tiếp theo, đối với thằng này sau khi kết hợp xong nhá, này kết hợp thằng này tiếp với thằng này tiếp. Được chưa? Thì chúng ta thấy là gì? X lớn 1 mà đây lại nhỏ hơn 1. Một cái nhỏ hơn 1, một cái lại đòi lớn 1 thì làm sao mà nó thỏa mãn cả hai cùng một lúc được, đúng không? Vậy thì cái thằng hạt này của mình sẽ không có nghiệm. Được chưa? Vậy thì câu này của chúng ta chỉ có một nghiệm x bằng mấy thôi nhỉ? X bằng 0. Vậy câu này của mình là đáp án gì? Đáp án A. Ok, các bạn nào hỏi gì câu 22 không nhỉ? Đây là câu số 22 của chúng ta nhé. Đồng chí này cũng mới bay từ lớp lý thuyết cô Thu sang. Nhiều thế, nhiều lý thuyết cô Thu thế. 21A, 22 gì nhỉ? 22 làm chưa? Ồ, 22D, chết rồi. Đấy, Duyên này, Duyên ra D này, thầy thấy bạn Duyên ra D. Bạn Duyên ra D là bởi vì nhìn thấy cái này là một cái nhỏ hơn, một cái lớn hơn, nên sẽ kết hợp là rỗng. Tuy nhiên nó có cái dấu gì nhỉ? Nó có cái dấu bằng như này, các em phải để ý nhá. Duyên ra D là sai rồi. Máy thầy chạy Cameron lâu thế. Không phải máy thầy chạy Cameron lâu thế mà là thầy không nhìn Cameron, nên là mỗi lúc thầy quay sang thầy mới đọc. Ok. Chứ máy thầy chạy Cameron nhanh mà, mượt mà. 23A 22. 22 có ai sai không nhỉ? Để thầy tìm ai sai nhỉ? Có mỗi Duyên sai à? 22 có vẻ là ít bạn làm được nhỉ? À, Thanh Vi ra D này, Phạm Nam ra D này, Hường ra D này. Ôi trời ơi, nhiều bạn sai nhỉ? Đấy, nhiều bạn sai câu 22 nhá. Câu này nhiều bạn sai. Nhiều bạn sai. Đấy, chú ý cho thầy nhá, đó là để nhỏ hơn bằng này, hoặc x lớn bằng ấy, bằng A này ạ. Thì chúng ta có một cái giá trị cuối cùng, đó là x bằng A. Thế thôi. Đấy, chứ không phải là vô nghiệm đâu nhá. Câu 23 nào. À, cho tập hợp M là âm 4 và 7 đến 7 này, N là trong khoảng này, M giao N, A lại viết như bình thường thôi, đúng không? Tôi đổi màu đỏ cho phong thủy nhá. Đấy, lại viết như bình thường thôi. Đầu tiên em sẽ viết cái thằng tập M trước là âm 4 nhỏ hơn bằng x, nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? Bằng 7, được chưa? Và em kết hợp tập N này. Tập N là x đang nhỏ hơn âm 2, được chưa? Và x đang lớn hơn 3. Rồi bây giờ em kết hợp thằng này với thằng này trước xem có đáp án không cho thầy. Nào, nhỏ hơn âm 2, à chắc chắn là âm 4, nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn âm 2, được chưa? Sau kết hợp xong nhá, lại kết hợp thằng này với thằng này, là dấu mình là dấu hoặc. Thì lớn hơn 3, lớn âm 4 mình sẽ lớn hơn 3, nhỏ hơn x và nhỏ hơn bằng 7, được chưa? Vậy nhìn vào đây thì câu này của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng không? 23A chính xác, Vũ Tuấn Linh sai à? Em đúng à? Ok. 23A chính xác luôn. Đấy, rất là hay luôn nha. Câu 24 này. Cho hai tập hợp A và B, khi đó phần bù của A hợp B là bao nhiêu? Ok, vậy em đơn giản em vẽ đối với cái thằng này, đối với phần bù của em tốt nhất là em nên vẽ cái trục ra. Được chưa? Nhớ nhá, đối với phần bù lên vẽ trục. Thì tập A của mình là 2 và 3 nhá. 2 3. Được chưa? Tập B là 1 và dương vô cùng. Đấy, B là 1 đến dương vô cùng. 1 ở đây đúng không? 1 đến dương vô cùng. Ok. Vậy nhìn thấy ngay, A hợp B nhá. A hợp B của chúng ta chính là cái phần này. Phần này của chúng ta chính là A hợp B này. Đấy, vậy hôm nay suy ra phần bù nhá. Phần bù của A hợp B ấy thì chắc chắn nó sẽ là phần ngược lại là phần này không? Từ đây về đây, từ âm vô cùng. Vậy nó sẽ từ âm vô cùng đến âm 2 đáp án đi. 24D. Bạn nên kiên trì với quyết định ban đầu. Cái gì ấy, Tuấn đi. Cái gì ấy, Hòa? 24D chính xác. Rồi câu 25 nào. Chọn kết quả sai trong các kết quả sau. Được chưa? Đáp án A nhé. Cái này hôm trước thầy nói rồi này. A mà là tập con của B thì A giao B bằng A, đúng. Được chưa? A hợp B bằng A nếu như B chứa trong A, chính xác. Được chưa? A giao B bằng rỗng nếu như A trừ B bằng A thì tức là A giao B bằng rỗng. Tức là không có cái thằng nào của B nằm trong A cả. Nên là cái phần bù nó chính là A luôn. Cái này đúng. Vậy câu này của mình là đáp án D, đáp án sai. Nhá. Ok. 25D nhá. 26 đây các em. 24D, 25D chính xác. Nào sang câu 26 nào. 26 nhá. 26 nào. Cho tập hợp. Đây thì làm lại câu này. Câu này như chúng ta vừa làm nhầm ở trên đây đúng không? Mình làm sai cái phần bù ấy. Nào. Chú ý nhá. À, phần bù là của A trong R là từ trừ 3 đến căn 8. Thì tức là A của chúng ta nó sẽ bằng là trừ vô cùng đến trừ 3.
do phần bù có ngọc vuông nên cái phần A mình sẽ không có ngọc vuông. Được chưa? Hợp với cả từ ngọc vuông từ căn 8 đến bao nhiêu là đến dương vô cùng. Đấy, đây nó chính là A của chúng ta. Được chưa? Tiếp theo đến B nào. Phần bù nhá, thì cái này của mình ấy, cái hợp này này thì nó chính là từ trừ 5 đến bao nhiêu là đến căn 11. Được chưa? Thì chắc chắn cái B của chúng ta nhá, nó sẽ bằng là trừ vô cùng đến trừ 5 ngọc vuông. Được chưa? Hợp với cả từ căn 11, đây là ngọc tròn này đúng không, thì sẽ có ngọc vuông là căn 11 đến dương vô cùng. Rồi, bây lúc này A giao B của chúng ta nhá, A giao B này thì em vẽ trục số cho thầy. Đấy, nó khá là nhằng, em vẽ trục số ra nhá. Là trừ 3 này, căn 8 này. Được chưa? Tiếp theo, trục số tiếp đó là trừ vô cùng đến trừ 5, đây là âm 3 nhá, thì trừ 5 nó ở đây. Âm 5 này, căn 11 nó ở đây. Được chưa? A giao B đúng không? Tức là A giao B nhá, thì B mình gạch những phần này này. Đúng không? Thì gióng đứng lên, gióng lên ấy, thì cái thằng này cũng phải gạch. Được chưa? Thằng này cũng phải gạch. Đó. À đây, cái này không gạch. Cái này nó không gạch. Ok, gióng thôi. Rồi. Mà cái này cũng gạch sẵn rồi đúng không? Thì lúc này cái kết quả của chúng ta nó chỉ là cái phần này thôi. Đây đây, được chưa? Vào đây nữa. Thì cái này ấy, vậy kết quả cái phần bù của chúng ta nhá. Vậy A giao B ấy, A giao B của chúng ta này, đây gọi là 1 đi. Thì thằng 1 của chúng ta nhá, thì nó sẽ bằng là trong khoảng từ âm vô cùng đến âm 5. Được chưa? Ngọc vuông. Đó, hợp với cả từ căn 11 đến dương vô cùng. Vậy lúc này suy ra cái phần bù, phần bù của A giao B đúng không? Thì nó sẽ bằng là từ trừ 5 đến căn 11. Và nó là ngọc gì nhỉ? Nó là ngọc tròn. Được chưa? Vậy câu này của mình ấy là đáp án A nhá. 26A. Ok. 26A chính xác, duyên ra A chính xác. Nào nào. Tiếp vào câu 27 nào. 27 thì chúng ta làm hai trường hợp trước thầy nhá. Đầu tiên là em tìm A giao B đã. Nào tập A, tìm A giao B nhá. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? X nhỏ hơn bằng 1 này, được chưa? Và trừ 2 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 2. Thì kết hợp hai này lại với nhau nhá, mình sẽ ra là trừ 2 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 1. Được chưa? Tiếp theo đó là A giao C. Đó. Thì nó sẽ có là gì nhỉ? A giao C của chúng ta ở đây là gì nhỉ? A giao C đúng không? A giao C thì sẽ là A là x nhỏ hơn bằng 1 này. C của chúng ta là 0 nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 5. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là 1 nhỏ hơn bằng x. À đâu? Ở đây x nhỏ hơn bằng 1 mà. Đúng không? A giao C này là x nhỏ hơn bằng 1 và 0 đến 5, đúng không? Thì cái này của mình sẽ là 0 nhỏ hơn x và nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 1. Rồi vậy lúc này kết hợp lại với nhau nhá. Kết hợp lại với nhau, kết hợp hai thằng này với nhau ấy, thì lúc này mình sẽ kết hợp lại với nhau ấy, thì trừ 2 đến 1 này, 0 đến 1 này. Vậy điểm lớn nhất của chúng ta là điểm 1 và điểm bé nhất là điểm âm 2. Vậy kết luận lại ra từ âm 2 đến 1, được chưa? Đáp án A. Nhá. 27 của mình đáp án A. Được chưa? Ok. Phạm Nam chính xác A rồi, ok, Duyên Hồng chính xác. Ok, vậy A nhá. Nào bây giờ mình sẽ sang đến cái dạng tìm M nhá. Mình sang đến bài toán chứa tham số. Phần này hay này. Bài toán chứa tham số. Đấy, mình sẽ sang bài toán chứa tham số. Và cái phần bài toán chứa tham số này đòi hỏi các em có sự tư duy. Được chưa? Ok nhá, bạn nào tư duy càng cao thì học cái dạng bài này rất là dễ. Rồi, ok. Rồi, cho thầy nghỉ tí nhá. Nào, chúng ta làm thử nào. Nào các em thử comment 28 thầy nào, comment đáp án nào. Comment đáp án nào các em ơi. Đoán gì đây các em? Nào comment câu này thế nào? 28 nào. Đã bạn nào làm được chưa nhỉ? Đã bạn nào làm được chưa? 28B Vũ Tuấn Linh ra B à? Đến phần này hay thì sắp phải đi ngủ.
Cố lên, cố lên. Có 10 câu thôi, có 10 câu thôi nhá. 10 câu siêu nhanh. 10 câu siêu nhanh. Nếu như mà các em đã nắm được cái lý thuyết ấy, 10 câu siêu nhanh luôn. Các em chú ý nhá, tìm M để A là tập con của B. Các em đầu tiên các em hiểu vẽ cái tập B ra đã. Đây nhá, các em hiểu này. Đầu tiên các em phải hiểu tập con nó sẽ nằm ở đâu trên trục số. Được chưa? Chúng ta mới chỉ nói chuyện với nhau đó là tập con thì là mọi phần tử nằm trong thằng này. Còn chưa biết là đối với tập con thì nó sẽ được biểu diễn trên trục số như thế nào, đúng không? Đầu tiên này, B là trừ 1 đến 2, đúng không? Đó. Đây là B, đúng chưa? Bây giờ các em hiểu này. Các em hiểu rồi này. Để cái thằng A là tập con của B, đúng không? Mà đây là tập B này. Đúng chưa? Thì chúng ta biết tập con thì mọi phần tử phải nằm trong B, đúng không? Thì tức là cái thằng A của chúng ta nó bắt buộc nó cũng phải nằm trong khoảng này. Đúng chưa? Vậy thì lúc này nhá, thì cái thằng A của chúng ta nó cũng phải thuộc trong cái đoạn này. Thì lúc này ấy, thì cái điểm bắt đầu của A là điểm M, điểm kết thúc của A là điểm M cộng 2. Thì cái điểm M này nó không thể nằm ngoài này được, nó không thể nhỏ hơn âm 1 được. Bởi vì nếu nhỏ hơn nhá, thì nó không thể nằm trong khoảng B. Còn M cộng 2 nếu như nằm ở đây nhá, thì đang lớn hơn 2 này. Lớn hơn 2 thì cũng không nằm trong B. Vậy nó bắt buộc phải nằm trong khoảng này. Thì điều kiện của chúng ta đó sẽ là M của chúng ta phải lớn hơn bằng âm 1. Và M cộng 2 nó phải nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? Nhỏ hơn bằng 2. Tức là nó phải giới hạn tại hai đầu của B nhá. Thì lúc này, lúc này chúng ta sẽ ra là M lớn bằng âm 1 này. Được chưa? Và M nhỏ hơn bằng mấy đây? Nhỏ hơn bằng 0 à? Đúng không? Vậy câu này của mình khi mà kết hợp lại nhá, kết hợp lại mình sẽ có âm 1 nhỏ hơn bằng M nhỏ hơn 0, 28B. Đấy, 28B luôn. Được chưa? 28B nhá. Ok chưa? Chính xác, Thanh Nhi Giang Hừa chính xác. Cái đây là câu dễ nhá, thầy nói đây là câu dễ trong dạng tìm M, được chưa? Đối với những cái bài toán liên quan đến tập con ấy, gặp được cái tìm M sướng cực kỳ nhá, làm rất là dễ. Nào, ta sang câu số 29 nào. Câu 29 nhá. Câu 29 này, cho tập A là 0 đến dương vô cùng và B bằng MX bình trừ X cộng M trừ 3, tìm M để B có đúng hai tập con. À, xa. Câu này hay này. Nào, làm cái này như thế nào, câu này hay này các em ơi. Nào, câu này hay này. 29 gì đây, nào. Đố bạn nào làm được câu 29 này. Em sẽ kiên trì xem lại buổi clip hôm nay. Ok, ok Hoàng Dung nhá. 9 nào, 29 là duyên ra B à. Có mỗi bạn duyên ra B thôi, các bạn khác ra gì nhỉ các em nhỉ. Nào, 29 duyên ra B. Em thêm 3 bạn vào rồi à. Nào, bạn nào làm rồi câu 29, comment đáp án câu 29 nhá. Comment đáp án. Câu 29 nào, Phạm Nam ra B, Tuấn Ninh ra B. Rồi, khá nhiều bạn ra B đúng không? Vậy câu 29 của mình liệu có phải đáp án B không? Nào, thử mạnh dạn xem nào. Dối rồi, đố thầy. Ok, nào, thì cái này nhá, các em hãy nhớ lại cho thầy này. Chúng ta biết là gì nhỉ? Số tập con, đúng không? Số tập con của A gồm N phần tử, đúng không? Gồm N phần tử, các em phải nhớ lại cho thầy nhá. Số tập con của A gồm N phần tử thì công thức của mình đó là hai mũ gì? Hai mũ N. Bây giờ người ta yêu cầu là tìm M để có đúng hai tập con. Được chưa? Tìm M tức là B có hai tập con. Đúng không? B có hai tập con. Thì tương đương đó là hai mũ N phải bằng mấy các em nhỉ? Phải bằng 1. Đấy, thấy chưa? Hay không? Hai mũ N phải bằng 1 nhá. Và lúc này này, vậy N bằng mấy các em? À nhầm, 2 mũ n bằng 2 thì nhầm đấy. Được chưa? Bởi vì là có 2 tập con mà. Thì 2 mũ n sẽ bằng 2. Vậy n nó sẽ bằng mấy? Bằng 1. Thì lúc này ấy, suy ra B nó phải có 1 phần tử. Đúng không? B nó có 1 phần tử. Và cái phần tử này nó phải thuộc gì? Nó phải thuộc cái A. Đấy. B nó phải có 1 phần tử và cái phần tử này phải thuộc A. Nào, đến đây các em đã hiểu chưa nhỉ? Hiểu rồi comment số 1 cho thầy nhá. Nào, hiểu rồi comment số 1 nhá. Nào, thầy giảng từ từ đoạn này cho các em, không các em lại dối này. Đến đây đã hiểu thì comment số 1 cho thầy nào. Comment số 1 nếu như các em đã hiểu phần này. Nào, chúng ta giải quyết cái thằng có 2 tập con trước. Và chứa trong A này. Đấy, thì sẽ thuộc. Nào, comment số 1 nếu như các em hiểu phần này nào.
Duyên ra B đúng không? Vi ra B. Thanh Thanh Hà thôi, thanh Thanh Hà xin Thanh Thanh Hà lớp 10-12 mà cứ nhảy lớp 10 thế nào? 29B, ok, rồi nhá, đến đây nhá. Mà em thấy này, cái phần tử của chúng ta nhá, phần tử của B ấy, nó này là nghiệm của cái phương trình này, đúng chưa? Thì tức là lúc này, cái mx bình trừ 4x cộng m trừ 3 bằng 0, nó phải có mấy nghiệm nhỉ? Nó phải có một nghiệm. Và cái nghiệm này nó phải thuộc gì? Nó phải thuộc A. Được chưa? Nó phải có một nghiệm thuộc A nhá. Đây, kéo xuống xem là đây, cách dòng một tí. Ok, đấy, nó phải có một nghiệm thuộc A. Vậy lúc này em phải chia hai trường hợp này, bởi vì cái hệ số của x bình nó có m nên các em phải chia hai trường hợp ra. Trường một là m bằng không, đúng không? Thì thầy gọi đây là phương trình số 1 đi. Thì cái phương trình số 1 của chúng ta sẽ tương đương là không phải trừ 4x, trừ 4x trừ 3 nó phải bằng mấy? Bằng không. Thì x bằng bao nhiêu các em nhỉ? X bằng âm 3/4 à, đúng chưa? X nó sẽ bằng âm 3/4. Mà x bằng âm 3/4 nó có thuộc trong cái A này không? Nó không thuộc A, đúng chưa? X không thuộc A. Vậy thì chắc chắn là mình sẽ loại thằng này đi, đúng không? Loại. Đó. Vậy trường hợp số 2, đúng không? Trường hợp số 2, để cái hàm bậc 2 mà có một nghiệm, đúng không? Thì tức là cái delta của chúng ta nó phải bằng mấy? Bằng không. Thì ở bài này thì dùng delta phẩy nhá. Thì delta phẩy của chúng ta ấy, nó bằng B phẩy bình trừ AC. Thì là bằng B phẩy bình nhá. B là âm 4 này. Thì B phẩy của chúng ta nó bằng âm 2, bình phương là 4. Trừ cho AC là trừ cho M bình cộng 3M. Nó phải bằng mấy nhỉ? Nó phải bằng không. Delta bằng không thì sẽ có một nghiệm. Được chưa? Lúc này nhá. Thì nghiệm thì bao nhiêu nhỉ? 4 trừ 1 là 3. 3, 3 là 6 à. Thế là nó có nghiệm xấu rồi. Bấm 1, 5, 3, trừ 1, 3 và 4. Ok, mình có nghiệm bằng 4 và bằng âm 1 nha các em nhá. Đó, vậy mình sẽ suy ra là m bằng 4 hoặc m bằng âm 1. Rồi, đến đây nhá, đến đây không biết chọn đáp án nào đúng không? Chưa xong, bởi vì đây ấy, nó mới chỉ là điều kiện để có một nghiệm thôi. Còn cái nghiệm đấy nó có thuộc A hay không thì chúng ta chưa kiểm tra. Bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra cái nghiệm này. Thì em sẽ thay ngược lại vào, đúng không? Mình đã ra M rồi thì mình sẽ thay ngược lại. Với M bằng 4, đúng không? Thì cái 1 của chúng ta nhá, sẽ tương đương là gì nhỉ? 4x bình. Đấy, trừ 4x cộng 4 trừ 3 là cộng 1. Bằng mấy? Bằng 0. Vậy M bao nhiêu các em nhỉ? À, vậy x bằng bao nhiêu? Đây, bấm máy tính nhá. Là 1, 1, 5, 3 này. Là 4 này. Trừ 4 này và cộng 1. Ok, mình ra nghiệm x bằng 1/2 các em ạ. Được chưa? Ok, và 1/2 đang thuộc gì? Thuộc A. Đúng không? Vậy m 4 thỏa mãn nhá. Tiếp theo với m bằng bao nhiêu nhỉ? M bằng âm 1. Thì lúc này em sẽ tương đương ra. Thì lúc này cái 1 của chúng ta sẽ tương đương. Đó là trừ x bình. Trừ 4x. Trừ mấy nhỉ? Trừ 4. Thì mình sẽ ra bằng 0 này. Mình sẽ ra x bằng bao nhiêu? Thằng này của chúng ta x bằng bao nhiêu các em nhỉ? Bấm máy nhá. Cái thằng này mình x ra bằng âm 2. Được chưa? X bằng 2 này không thuộc A mất rồi, đúng không? Vậy lúc này mình chỉ có m bằng 4 thôi. M bằng 4 câu này của mình là đáp án C. À nhỏ đáp án B. Đấy. Ok. Hiểu câu này thì có số 1 cho thầy nhá. Nào, hay không? Hay không? Tới đây em bị hơi bị lú à? Buổi này chắc em phải xem lại 2-3 lần. Em im lặng nghe giảng. Thầy giảng lại khúc trường hợp 1 à? Minh Quốc thầy bảo lại trường hợp 1 đúng không? Thì các em chú ý này, chúng ta, các em hiểu thầy nhé, những cái phương trình nào có một nghiệm này, đúng không? Lúc này nhá, chúng ta cần tìm điều kiện để cái B nó có một nghiệm, mà cái B là đang dựa trên phương trình bậc 2. Nếu như mà cái phương trình bậc 2 nó là phương trình bậc 2 rồi ấy, thì nó sẽ xảy ra 3 trường hợp. Có 2 nghiệm phân biệt, có một nghiệm và vô nghiệm, đúng không? Thì lúc này nhá, thì chúng ta xét trường hợp 2. Thì cái trường hợp đấy chúng ta xét trường hợp 2 là bằng có một nghiệm rồi, bởi vì mình đang cần có một nghiệm mà, thì bắt buộc chúng ta phải xét trường hợp 2. Còn tại sao thầy xét trường hợp 1? Bởi vì là cái x bình hệ số đang là m, đúng không? Nếu như mà hệ số đấy nó bằng 0
thì cái phương trình của chúng ta lại trở về phương trình bậc mấy? Bậc 1. Mà phương trình bậc 1 thì luôn luôn có một nghiệm, đúng không? Vậy nó có một nghiệm nhá, thì các em vẫn phải tìm cái nghiệm đấy. Và các em đối chiếu xem cái nghiệm đấy nó có gì nhỉ? Nó có nằm trong A hay không? Thì đấy là cái phần kết quả của chúng ta. Ok chưa? Đấy nhá, thực ra thầy đã giải thích thế rồi. Nhớ là nếu như bậc 2 hệ số chứa M thì phải chia hai trường hợp. Ok. Còn đâu làm như bình thường. Nhá. Lại là công thức tổng quát là không có tổng quát gì đâu em. Nhá. Câu 20 này. Cho hai tập A là -23 và B là M cộng 6. Điều kiện để A là tập con của B. À đấy thầy nói rồi đúng không? A là tập con của B này. Đấy. A của chúng ta là -23. Chưa? Nó muốn là tập con của B nhá. Thì B của em ấy nó phải M, nó phải ở đây này. M có thể nằm ở đây này. Đúng chưa? Hoặc M cộng 6 nằm ở đây. Đấy. Đúng không? Thì chắc chắn -2 và 3 sẽ là tập con. Vậy nhìn thấy ngay, mình sẽ suy ra là gì? M nó sẽ phải nhỏ hơn -2, đúng không? Và M cộng 6 phải lớn hơn mấy? Lớn hơn 3. Đúng chưa? Thì lúc này mình sẽ suy ra nhá, là M nhỏ hơn -2 này. Đúng chưa? Và gì đây? M lớn hơn -3. Vậy kết luận lại sẽ là -3 nhỏ hơn M và nhỏ hơn -2. Câu này của mình là đáp án B. Đó. 30A, 30B nhá. Đó nhá, 30B nhá. Bạn nào mà ra 30A là sai đấy. Cẩn thận bị nhầm nhá. Hello Hồng Sơn. Hồng Sơn ra D là sai rồi. 30A là sai rồi các em nhá. Nhớ là phải nó nằm ở đây vẫn thỏa mãn mà. Đúng không? Nó nếu như nó bằng thì ok đúng, nếu nó nằm ở đây vẫn thỏa mãn mà. Nhá. Ok, điều kiện để A nhỏ hơn B, A là tập con của B ấy. Được chưa? Chú ý 30B chính xác, Nguyễn Hoàng ra B chính xác. Rồi có 31 này. Để x giao y bằng rỗng. Được chưa? Thì các em thấy nhá, thì x giao y bằng rỗng lại nhớ đây là dấu gì? Đây là dấu giao, đúng không? Thì em lại thấy là gì nhỉ? Đây nhá, đó là gì nhỉ? 0 này nhỏ hơn x và nhỏ hơn bằng gì? Bằng 3. Được chưa? Và A là 4 đúng không? Tức là A nhỏ hơn x và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 4. Đấy, vậy câu này nhá. Để x mà giao y khác rỗng, đúng không? Nó sai rồi. Ok Hồng Sơn. Hồng Sơn học bài đi em. Nào, có 31 đáp án gì đây? Thì em thấy này. Để mà cái thằng này nhá, để cái thằng này x giao y khác rỗng nhá, thì cái thằng này nó phải có nghiệm này. Thì cái thằng A của chúng ta nó phải nằm ở khoảng này không? Đấy, vậy kết luận cuối cùng mình là x A nó phải nhỏ hơn mấy? A phải nhỏ hơn 3. A phải nhỏ hơn 3 đáp án B. Được chưa? Nếu như A mà nhỏ hơn 3 thì chắc chắn nó nằm trong khoảng này rồi, đúng không? Đây là A ở đây này, đúng không? Thì A nhỏ hơn 3 nhá. Còn tại sao lại không được lấy A bằng 3? Nếu như các em lấy A bằng 3 nhá, thì đây sẽ là nhỏ hơn 3 đến 4. Được chưa? Thì thầy bảo rồi, một thằng lấy và một thằng không lấy thì các em vẫn không lấy. Nên chúng ta không được lấy bằng 3 mà chúng ta phải lấy A nhỏ hơn 3. Được chưa? Ok. Tiếp vào. Câu 32 nhá, cách xuống dòng à. Đấy, câu 32 này. Cho tập A là x thuộc R và x trị lũ x lớn bằng 1 nhỏ bằng 2 và trừ vô cùng đến M trừ 2 hợp với cả đoạn từ M đến trừ vô cùng. Tìm tất cả các giá trị của M để A là tập con của B. Đấy. Nào 32, đã bạn nào làm được rồi thì comment đáp án của 32 thầy nào. Nào. Nào mấy chị cho các em học đi. 32 bạn nào làm chưa? 32 làm comment đáp án nào. Comment đáp án câu 32 nếu như đã làm nhá. Nào các bạn nào làm câu 32 chưa nhỉ? Nào alo câu 32 nào. 32B Hồng ra B này. Ồ Hồng ra B à, các bạn khác ra gì nhỉ? 32B Duyên ra B. Có mỗi Duyên ra, các bạn khác đã làm chưa? 32. Đầu tiên nhá, các em cần tìm cái tập A thầy đã. Được chưa? Trị tương đương của x, tức là một trị đương của x này nó sẽ lớn bằng 1 và trị đương của x nó sẽ phải nhỏ hơn bằng 2, đúng không? Thế này suy ra chúng ta sẽ ra là gì nhỉ? -1 nhỏ hơn bằng x, đúng không? -1 nhỏ hơn bằng x thì là sao nhỉ? Và hoặc là gì nhỉ? Hoặc là x lớn bằng mấy? Lớn bằng 1. Và kết hợp này -2 nhỏ hơn bằng x và nhỏ hơn bằng 2.
Vậy em kết hợp thằng này lại với nhau nhá. Đầu tiên này, kết hợp thằng này với thằng này trước, đúng không? Thì nhón bằng trừ 1, thì cái này mình sẽ có là trừ 2, nhón bằng x và nhón bằng trừ 1. Đó, hoặc là gì nhỉ? Lớn bằng 1 đúng không? Tức là 1 nhón bằng x và nhón bằng mấy? Bằng 2. Thì cái này em sẽ kết luận theo ký hiệu nhá. Mình sẽ là x thuộc trong cái khoảng nào nhỉ? Từ trừ 2 đến trừ 1 và hợp với cả đoạn từ 1 đến mấy nhỉ? Từ 1 đến 2. Được chưa? Đây là cái khoảng của gì? Khoảng A. Đây là chính là tập A của chúng ta. Nhá, đây chính là tập A. Rồi, bây giờ tập B này, tập B là trừ vô, âm vô cùng đến m trừ 2 và đoạn từ m đến dương vô cùng. Tìm tất cả các thích thực của m để a là tập con của b. Nào bây giờ thầy sẽ vẽ cái tập a ra nhá. Các em cần vẽ cái tập a ra này, đúng chưa? Tập a của chúng ta là trừ 2 đến trừ 1. Đấy, đoạn trừ 2 đến trừ 1 này, đúng chưa? Hợp với cái đoạn từ 1 đến 2. Ok, lúc này để tập A là tập con của B, đúng chưa? Thì bạn nào làm cho thầy xem làm như nào nhỉ? Để tập A là tập con của B nhá, B của chúng ta đây. Chưa? Trừ vô cùng đến M trừ 2, đúng không? Và M đến dương vô cùng. Đó. Thì em hiểu nhá, nếu này trừ vô cùng đến M trừ 2, đúng không? Thì nếu như M trừ 2 của ta nằm ở đây. Đây nhá. Nếu như M trừ 2 nằm ở đây này. Đúng không? M trừ 2 nằm ở đây. Hoặc m trừ 2 nằm ở đây, đúng chưa? Thì cái tập b của chúng ta sẽ chạy từ âm vô cùng đến tít cái đoạn này, đúng không? Thì rõ ràng là cái tập a của chúng ta đang là tập con của b đây này, thấy không? Vậy thì điều kiện của chúng ta nhá thì sẽ là m trừ 2, m trừ 2 của chúng ta sẽ lớn hơn hoặc bằng mấy? Lớn bằng 2. Đó, m trừ 2 sẽ lớn bằng 2. Ok chưa? Hoặc nhá, nhìn này, m là gì đây? M này đến dương vô cùng, đúng không? M đến dương vô cùng. Vậy nếu như m nằm ở đây, đúng không? Nếu như m nằm ở đây chẳng hạn, được chưa? Nếu như m nằm ở đây nhá, hoặc m nằm ở đây, đúng không? Đây là m này, thì cái tập a này của chúng ta nhá vẫn là tập con của b, được chưa? Đây này, nên mình xét đến thằng này nhá, thì mình sẽ thêm một cái trường hợp nữa, đó là m nhỏ hơn hoặc bằng âm mấy? Nhỏ hơn bằng âm 2. Đấy, ok. Vậy còn cái trường hợp nào nữa không nhỉ các em nhỉ? Còn cái trường hợp nào mà để cho cái thằng a là tập con của b không? Nào, bây giờ các em thử liệt kê lại xem còn cái trường hợp nào không nhỉ? Xem nó A là con của B ấy, để xem còn trường hợp nào không? Ba hai em không hiểu đề à? Hello Hương Giang. Hello bổn tâm bổn đằng kiên đúng không? Ok nhá, cái này ấy, thì các em phải tìm ra cái thằng này đã, được chưa? Vậy chúng ta ra được một trường hợp như này này. Và chúng ta xem còn một cái trường hợp nữa nhé các em nhé. Đấy, chúng ta còn một cái trường hợp nữa này. Thầy kéo dịch lên một chút để viết nhá. Các em thấy này, đây là cái này của mình là m trừ 2. Và đây là gì nhỉ? Đây là m, đúng không? Thì nếu như m trừ 2 của mình nó ở đây, đúng không? M trừ 2 của mình nó ở đây nhá, được chưa? Thì trừ vô cùng đến m trừ 2 thì sẽ có thằng này, đúng không? Và từ m, nếu như m ở đây nhá, đúng không? Thì từ m đến dương vô cùng thì sẽ chứa phần này. Vậy thì chắc chắn cả A nó đang nằm trong B chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện kết hợp, đó là M trừ 2 nó phải lớn hơn hoặc bằng âm 1 và M thì nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đó, được chưa? Đến đây các em giải như bình thường thôi. Đến đây giải ra thôi nhá. Đến đây giải nghiệm ra. Sao lại có cái này ở đây nhỉ? Sao lại 1 ở đâu đây? M nhỏ bằng 1 ở đâu đây? Ok, nào bây giờ các em giải này ra nhá. Vậy chúng ta giải ra sẽ gì nhỉ? Mình sẽ có là m trừ 2 mà lớn bằng 2 là m lớn bằng 4 này. Được chưa? Hoặc gì nhỉ? Hoặc m nhỏ bằng trừ 2 nhá. Hoặc là gì đấy? M trừ 2 mà lớn bằng âm 1 ấy, thì m sẽ làm sao nhỉ? M sẽ lớn hoặc bằng là 2 trừ 1 là bằng 1. Và m nhỏ bằng 1. Đấy, ok chưa? Thì em thấy ra là 3 trường hợp đúng không? Ba trường hợp của chúng ta nó là gì đây? M lớn hơn bằng 4, M nhỏ hơn bằng trừ 2 và M bằng mấy nhỉ? M bằng 1. Vậy đây, nó chính là kết quả của chúng ta. Kết quả của chúng ta nó chính là ứng với trường hợp đáp án gì đây? Đáp án B. Nha. Ok. Vậy đây là câu 32. Câu 32 của chúng ta đáp án B. Đó. Ok, đây câu 32 nhá, thầy cho nhỏ lại để em nhìn full được phần bài giảng. Ok chưa? Đấy.
Có 32 các em tư duy một tí nhá, bởi vì nó rất là khó đấy. Càng về cuối nó sẽ càng khó mà các em tư duy có 32 thôi thầy. Được chưa? Nào đây có 32 nhá. Thôi nào mấy anh chị 2K4 để cho các bạn học nào, vào đây buôn chuyện nào. Hello Minh Tâm. Ok nhá, thì đây là cái câu 32. Được chưa? Nhớ nhá, nhớ chia 3 trường hợp cho thầy. Được chưa? 3 trường hợp cho thầy nhá. Tiếp theo nào, đến câu số 33 nhá. Cho số thực A nhỏ hơn 0, điều kiện cần và đủ để giao này khác rỗng, đúng không? Giao khác rỗng nhá, các em hiểu này. Giao khác rỗng nhá thì tức là thầy sẽ viết lại thằng này là x đang nhỏ hơn 9a này. Đúng chưa? Và x đang lớn hơn 4 phần gì? 4 phần a. Đúng không? Để giao khác rỗng nhá thì biểu diễn trục số này. 9 phần a ở đây nhá, giả sử lấy 9 phần a trước. Đúng chưa? Nếu như 4 phần a nằm ở đây đúng không? Nếu như 4 phần a mà nằm ở đây ấy thì chắc chắn là giao của chúng sẽ bằng gì rồi? Giao của chúng sẽ bằng rỗng. Đúng không? Nhưng nếu như 4 phần a nằm ở đây thì sao? Đúng không? 4 phần a nó nằm ở đây. Đúng chưa? Thì chắc chắn 4 phần a đấy dư vô cùng. Nó sẽ đi qua 9 phần gì? Đi qua 9 phần a. Vậy chắc chắn đây sẽ là cái nghiệm giao của chúng ta. Vậy thì lúc này nhá, để thầy giao khác rỗng đúng không? Thì tức là 4 phần a nó phải nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 9 gì? Nhỏ hơn 9a. Được chưa? Nhỏ hơn 9a nhá, chứ không phải nhỏ hơn bằng. Bởi vì ngoặc của chúng ta là ngoặc tròn, đúng không? Mà ngoặc tròn ấy thì sẽ không lấy bằng, nên không được nhỏ hơn bằng. Đây các em chuyển vế thôi là 4 phần a mà trừ cho 9a nó nhỏ hơn 0, đúng chưa? Thì em sẽ ra được gì nhỉ? 4 trừ cho 9a bình nó sẽ trên a nó sẽ nhỏ hơn 0. Được chưa? Ok. Đấy. Vậy giải tiếp thôi nhá. Nào giải tiếp nào. Thì em thấy này, a của mình đã nhỏ hơn 0 rồi đúng không? Thì lúc này suy ra nhá, a nhỏ hơn 0 rồi mà muốn cả cái này phải nhỏ hơn 0 thì tử và mẫu phải trái dấu nhau. Tức là 4 trừ cho 9a bình cũng phải nhỏ hơn 0 thì suy ra 9a bình. 9a bình sẽ lớn hơn 4. Được chưa? Thì lúc này suy ra a bình lớn hơn 4/9. Thì lúc này suy ra trị lớn của a sẽ lớn hơn 2 phần mấy nhỉ? 2 phần 3. Đúng chưa? Thì đây em sẽ suy ra là gì? Là a sẽ nhỏ hơn trừ 2 phần 3 hoặc a lớn hơn 2 phần 3. Đúng chưa? Và câu này nhá, à đây là lớn hơn đúng không? Đúng rồi, lớn hơn. Thì câu này của chúng ta là a nhỏ hơn trừ 2 phần 3 và a lớn hơn 2 phần 3. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Chuẩn chưa? 4 trừ 9a bình lớn không? À đây phải lớn không chứ thầy viết lộn này. Mồm đọc lớn không mà lại viết nhỏ hơn không? Nhỏ hơn nhá, đây là nhỏ hơn. Đấy, đây là lớn hơn. Đấy, đây là gì nhỉ? Trị lớn của a đúng không? Sẽ nhỏ hơn 2/3. Thì lúc này suy ra là trừ 2/3 nó sẽ nhỏ hơn a và nhỏ hơn 2/3. Mà điều kiện là a phải nhỏ hơn 0, đúng không? Kết hợp điều kiện a nhỏ hơn 0 nữa thì chúng ta sẽ ra được cái điều kiện cuối cùng, đó là trừ 2/3 nhỏ hơn a và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 0. Câu này của mình là đáp án gì nhỉ? Đáp án A. Được chưa? Đáp án A chính xác. Xuyên ra 3A. Đáp án A chính xác. Ok. Xuyên ra 3A nhá. Thế đấy, có mỗi bạn Duyên comment các bạn khác đâu rồi nhỉ? Xíu thầy giảng câu 34 kỹ xíu à? Ok. Là câu 34 kỹ xíu đúng không? Nào đúng rồi, trật tự đi, nói chuyện nhiều quá, mấy anh chị 2K4 đi ra cho các em học đi, sao nói chuyện nhiều thế nhỉ? Vào đây chém gió không cho các em học à? Để cho các em học nào mấy bạn ơi, mấy bạn 2K4 nhá, thầy nhắc nhá. Đi ra cho các em học đi. Vào đây phá đám mà nói chuyện linh tinh không cho các em học. Mất tập trung rồi các em. Nào, câu 34 nhá. Đến những cái phần này là những cái phần cuối, phần khó rồi, nên là bạn nào mà cảm thấy mình muốn theo, muốn lấy 9-10 anh em bắt buộc phải theo những cái phần như này. Được chưa? Câu 34 này, đây để xuống dòng cho nó đẹp đi. Đấy. 34 này, điều kiện để A là tập con của B. Thì em vẫn vẽ tập B ra đã. Đúng không? B là trừ 1 và 2. Thì thầy bảo rồi, tập con đúng không? Thì nó phải nằm tập con nhá. A mà là tập con của B ấy, thì A phải nằm trong khoảng này. Đây nó chính là A. A bắt buộc nó phải nằm trong khoảng này thì nó mới là tập con của B được. Vậy thì nhá,
điểm bắt đầu của A là M, ở đây phải là M. Điểm kết thúc của A là M cộng 2, ở đây phải M cộng 2. Được chưa? Hoặc nó nằm ở đây. Đấy, đây là M, và đây là M cộng 2. Đấy, hoặc nó nằm ở đâu nhỉ? Hoặc nó nằm ở đây. Đây là M, đây là M cộng 2. Đấy, và các em nhìn thấy ngay. Đối với M nhá, thì luôn lớn hơn bằng bao nhiêu? Lớn bằng âm 1. Được chưa? Và M cộng 2 em thấy này luôn nhỏ hơn bằng 2. Được chưa? Vậy lúc này em sẽ suy ra là âm 1 nhỏ hơn bằng M. Và nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 0. Câu này của mình là đáp án gì đây? Bằng 0 nhá, đáp án B. Bài tư B, duyên chính xác. À, bài tư lụi B chính xác, bài tư B chính xác. Ok, ta cố lên nhá, sắp xong rồi. Câu 35 này, cho tập hợp M và M cộng 2, B là 1, 3. Điều kiện để A giao B bằng rỗng. À, A giao B bằng rỗng à? Hay này, câu này hay này. Đấy, đây nhá. Câu này A giao B bằng rỗng này. Ok, A giao B bằng rỗng nhá. Thế này này, B là 1, 3 này, đúng không? B là 1, 3 nhá. Đấy, B là 1, 3. Thì các em thấy là gì nhỉ? Chúng ta biết chắc ấy là M cộng 2 thì luôn lớn hơn M rồi. Đúng không? M cộng 2 luôn lớn hơn M. Thì nếu như M cộng 2 nằm ở đây nhá. Đúng không? Và M nằm ở đây nhá. Đúng chưa? Thì chắc chắn mà đây là A này. Còn đây là gì? Đây là B này. Thì khi mà nó giao với nhau nhá, vậy kết quả nó bằng rỗng chưa? Vậy mình sẽ có là M cộng 2 của chúng ta nó phải nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 1. Đấy nhá. Để ý này, ở đây là ngoặc vuông nhá, tức là dấu bằng. Ở đây cũng là ngoặc vuông, cũng là dấu bằng. Thì nếu như mà em cho bằng 1 ấy, thì nó cả hai đều lấy bằng 1 là không được. Được chưa? Vậy M cộng 2 nhỏ hơn 1. Ngoài ra nhá, nếu như thầy lấy M ở đây này, đúng không? Và lấy M cộng 2 ở đây, đúng không? Thì rõ ràng A của chúng ta giao với B nó vẫn bằng rỗng mà, đúng không? Vậy lúc này mình sẽ có là M sẽ lớn hơn 3. Tuy nhiên, trong trường hợp này chúng ta có thể lấy M lớn bằng 3. Bởi vì cái tập B của chúng ta nó không lấy 3 nhá. Thì cái tập M của mình nó có thể lấy 3. Nhớ vì sao? Bởi vì một thằng không lấy và một thằng lấy thì cả hai sẽ đều không lấy. Được chưa? Nên mặc dù cho thằng B không lấy 3 nên nhưng thằng A vẫn có thể bằng 3. Đấy, một thằng bằng, một thằng không bằng, cuối cùng vẫn là không bằng. Được chưa? Thì ở đây em sẽ suy ra là M nhỏ hơn trừ 1. Và gì nhỉ? Và M à đây hoặc nhá, hoặc nhá, hai trường hợp mà, hai trường hợp, đây là trường hợp 1. Đây là trường hợp 2. Được chưa? Hoặc M sẽ lớn bằng 3. M nhỏ hơn trừ 1 hoặc M lớn bằng 3, đáp án C. Có 35 đáp án C. Nhá. 35 C, chính xác kia ra C, 454 ra C. Rồi Thanh Vi ra C, Minh Tâm ra C, chính xác. Hồng Duyên, Duyên Hồng ra C, 36 à? 36 nào. Tìm M để A giao B khác rỗng. À, tìm M để A giao B khác rỗng à? Ok. Nào. Thì lúc này em thấy cái gì nhỉ? Em vẽ cái tập A ra đã. Em cần kiểm tra cái tập A của chúng ta đã. Nha. Tập A của chúng ta là trừ 3 đến trừ 1. Được chưa? Hợp với cái đoạn từ 2 đến 4. Ok. Rồi. Lúc này nhá. Nào. Lúc này A giao B khác rỗng. Đúng không? Thì tức là nó phải có nghiệm. Vậy lúc này thay vì tìm A giao B khác rỗng thì chúng ta có thể tìm điều kiện để A giao B bằng gì? A giao B bằng rỗng. Đúng không? Các em có thể tìm điều kiện A giao B bằng rỗng. Tìm điều kiện để A giao B bằng rỗng. Sau đó suy ngược lại. Rồi suy ngược lại. Suy ngược lại. Nó giống kiểu mệnh đề phủ định ấy. Được chưa? Nó giống kiểu mệnh đề phủ định. Thì em thấy là gì nhỉ? M trừ 1 và M cộng 2 nhá. Thì hiển nhiên là M cộng 2 thì luôn lớn hơn M trừ 1 chưa? Đấy. Ok nhá. Vậy thì lúc này nhá. Thì để A giao B bằng rỗng này. Đúng không? Thì M cộng 2 của chúng ta nó có thể bằng nhỏ hơn. Đây là M cộng, nếu như M cộng 2 ở đây này. Đúng không? Hoặc M cộng 2 nó ở đây luôn. Bởi vì M cộng 2 là ngoặc gì? M cộng 2 là ngoặc tròn. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có là M cộng 2 nó nhỏ hơn hoặc bằng âm mấy? Âm 3. Được chưa? Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái thằng M của mình nhá. M trừ 1 nó phải như này, ở đây đúng không? M trừ 1 của mình. M trừ 1 nó phải lớn hơn bằng mấy? Bằng 4. Đấy. Đúng chưa? Hoặc là gì nhỉ?
Hoặc là gì đây, một trường hợp nữa, nó là nằm trong khoảng này này, đúng chưa, nó nằm trong khoảng này thì nó vẫn giao với nhau bằng rỗng mà. Thì lúc này nhá, thì tức là trừ 1 cho nhỏ hơn bằng m trừ 1, được chưa? Và giải cách cái dòng này ra đã. Và gì nhỉ? Nào, đây nhá, và gì đây? Và 2 ở đây đúng không? Thì điểm của mình là m cộng 2. Và m cộng 2 nó phải nhỏ hơn hoặc bằng mấy? Bằng 2. Đây, em giải ra bình thường thôi. Vậy m sẽ nhỏ hơn bằng mấy nhỉ? M nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3, trừ 3 trừ 2. Trừ 3 trừ 2 là m nhỏ hơn bằng trừ 5. Được chưa? Hoặc m lớn bằng mấy nhỉ? Lớn bằng 5. Đó, đúng chưa? Còn cái dưới này gì nhỉ? Hoặc một trường hợp nữa này, m trừ 1 nhá, thì là m lớn bằng mấy nhỉ? M lớn bằng 2. Được chưa? M lớn bằng 2 này, và m nhỏ hơn bằng 0. Thì em thấy này, m lớn bằng 2 và m nhỏ bằng cái hai cái thằng này với nhau nhá là rỗng rồi, đúng không? Không có thằng nào vừa lớn hơn 2 mà lại vừa nhỏ hơn 0. Thì câu này của chúng ta ấy thì giao với nhau bằng rỗng nhá. Bằng rỗng thì lúc này là đó gì nhỉ? Điều kiện này bằng rỗng nó là m mà nhỏ hơn bằng âm 5 và m lớn bằng 5 là trị tuyệt đối của m. Nó phải như nào các em nhỉ? Nó phải lớn hơn hoặc bằng gì? Lớn bằng 5. Đó. Trị tuyệt đối của m nó phải lớn hơn hoặc bằng 5. Thì đây là điều kiện gì nhỉ? Đây là điều kiện để gì ta? Đây là gọi là điều kiện để nó bằng giao với nhau bằng rỗng. Đúng không? Vậy thì lúc này nhá, suy ngược lại. Lúc này suy ra này, khi mà trị tuyệt đối của m lớn hơn bằng 5 thì giao với nhau nó bằng rỗng. Vậy thì lúc này khác rỗng. Đúng không? Khác rỗng khi mà chỉ khi trị tuyệt đối của m nó phải nhỏ hơn mấy? Nó phải nhỏ hơn 5. Được chưa? Vậy đây là câu 36 của chúng ta. Vậy câu 36 của chúng ta như vậy em nhìn thấy ngay đây là đáp án gì nhỉ? Câu 36 em nhìn thấy ngay, câu này của mình nó chính là đáp án gì? Đáp án A. Nhá. Trị tuyệt đối của m nhỏ hơn 5. Ok. Được chưa? Đấy nhá. Cách làm đấy. Ok, đáp án A nhá. 36 đáp án A. 37 nào. 37 nhá. 37 khá dài đấy. 37 chắc là thầy sẽ chữa sau, câu này hơi lằng ngoằng. Câu này sẽ chữa sau nhá, hoặc là chữa trong nhóm VIP. Chữa sau hoặc sẽ chữa trong nhóm VIP. Chữa trong nhóm VIP. Nha, bởi vì câu này nó khá là lằng nhằng. Câu này các em phải chia hai trường hợp cơ nhá. Thì câu 37 thì sẽ chữa sau và chữa trong nhóm VIP. Ok, 37A. Và thầy sẽ cung cấp câu 37 cho câu hỏi. Câu 37 của mình là đáp án A nhá. Đó, những bạn nào ra A là chính xác. Các em sẽ tự nghiên cứu câu 37 cho thầy. Được chưa? Rồi sang câu số 38 nào. 38 nhá. Với giá trị nào của A thì A giao B khác rỗng. Được chưa? A giao B mà khác rỗng nhá. Và A lớn hơn trừ 1. Đấy, nào. Vậy em hiểu nhá. Giao này là phải ngoặc gì rồi? Giao là phải ngoặc nhọn rồi. Đúng không? Các em vẽ ngoặc nhọn cho thầy. Đối với tập A nhá. Tập A là 0 này. Nó sẽ nhỏ hơn bằng x này. Và nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 5. Còn đối với tập B nhá. Đó là 2A. Đúng không? Nhỏ hơn x. Và nhỏ hơn 3A cộng mấy? A cộng B. 3A cộng 1. Đấy. Được chưa? Và lúc này điều kiện là nó phải khác gì? Nó phải khác rỗng. Thì vẽ cái trục ra này. Đấy nhá, đây là 3, 5 này. 0 này. Và 5 này. Đúng không? Đây là tập gì? Đây là tập B. À đây là tập A. Đấy. Muốn A giao B mà có nghiệm ấy thì chúng ta phải thấy là nó phải nằm như nào các em nhỉ? Muốn A giao B mà có nghiệm thì nó phải nằm như nào đây? Nào. A giao B mà có nghiệm. 37, 38 các em đã làm rồi. Comment đáp án có 38 thầy nhỉ? Đấy, tí nhé thầy có tin nhắn. Các em làm rồi, comment đáp án có 34 thầy đi. Nào, là comment đáp án có 34 thầy nào. À, có 38, 38 thì nhỉ. Nào, A giao B ở rỗng khi nào nhỉ? Đấy, A giao B khác rỗng nhá. 38D à? Ok, 38D. Đúng không? 38D, Tuấn Đinh, Thanh Vi. Còn nào không nhỉ? Duyên ra D. Được chưa? Duyên ra D, mới có 3 bạn comment đáp án thôi, chưa các bạn khác comment đáp án. Đó. Thì cách làm đối với khác rỗng nhá, thì chúng ta luôn luôn tìm cái điều kiện là A giao B bằng gì nhỉ? A giao B nó phải bằng gì?
bằng rỗng. Sau đó em sẽ suy ngược lại. Đấy, suy ngược lại. Được chưa? Ok, vậy thì nhá, để A mà giao B bằng rỗng đúng không? Thì em thấy ngay đó là 3A cộng 1 nó phải nhỏ hơn bằng gì? 3A cộng 1 nó phải nhỏ hơn 3A cộng 1 của chúng ta ấy, nó phải nhỏ hơn 0 nhá các em nhá. Đó là 3A cộng 1 nó phải nhỏ hơn 0. Được chưa? Tại sao lúc này thầy lại không lấy dấu bằng? Bởi vì thằng này lấy dấu bằng này, thằng này cũng lấy dấu bằng này. Nên nếu như cả hai thằng này cùng bằng 0 thì giao với nhau nó vẫn có nghiệm là 0. Đúng chưa? Tiếp theo, đây nhá, 3 cộng 1 mà nếu như 3 cộng 1 nhỏ hơn 0 nó nằm ở đây này thì chắc chắn không có nghiệm rồi. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là 2A, 2A của chúng ta lúc này có thể lớn bằng 5. Đấy, 2A lớn bằng 5. Được chưa? Và lúc này em sẽ suy ra thầy đó là A nhỏ hơn trừ 1/3 hoặc là A lớn bằng 5/2. Đó, mà cái là điều kiện là A lớn hơn bao nhiêu nhỉ? A lớn hơn trừ 1. Đúng chưa? Kết hợp điều kiện là A lớn hơn trừ 1 thì lúc này em sẽ kết hợp hai trường hợp này với nhau nhá. Nào, cái này thêm một điều kiện là A lớn hơn trừ 1 này. Đúng không? Vậy điều kiện đề bài cho. Đó là cách ra đã. Đó, thì lúc này nhá chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Kết hợp nào? A mà nhỏ hơn trừ 1/3 và lớn hơn trừ 1. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? A lớn hơn trừ 1 này. Và A nhỏ hơn trừ 1/3, trừ 1/3 là trừ 0.33, đúng không? Thì em sẽ kết hợp thằng này với thằng này trước này, kết hợp thằng này với thằng này, đúng không? Thì chúng ta sẽ ra được là trừ 1 nhỏ hơn A và nhỏ hơn trừ 1/3. Đó, ok chưa? Hoặc là gì? Kết hợp thằng này với thằng này, đúng không? Thì trong hai thằng lớn thì chúng ta sẽ lấy thằng lớn hơn. Thì mình sẽ, vậy kết luận của mình ấy, A lớn hơn bằng 5 bao nhiêu? 5/2. Đấy, được chưa? Vậy thì đây là điều kiện để nó bằng rỗng. Vậy thì khác rỗng đúng không? Thì các em chú ý này, vẽ cái trục ra cho thầy. Vẽ cái trục ra nhá, để nó khác rỗng này đúng không? Đây là trừ 1 này. Đấy, đây là trừ 1/3. Được chưa? 5/2 của mình ở đây đúng không? 5/2 của mình ở đây. Đấy, thì nếu như mà nó nằm trong khoảng này này thì nó đang bằng gì nhỉ? Nó đang bằng rỗng. Vậy bây giờ muốn khác rỗng đúng không? Bây giờ muốn khác rỗng thì hiển nhiên là nó phải nằm trong khoảng nào? Bây giờ muốn khác rỗng thì phải nằm trong khoảng này chưa? Đấy, đúng không? Bây giờ muốn khác rỗng thì nó phải nằm trong khoảng này. Mà nằm trong khoảng này của chúng ta nó chính là trong đoạn từ trừ 1/3 đến khoảng từ 5 đến 5/2. Vậy câu này của mình nó chính là đáp án gì nhỉ? Nó chính là đáp án D. Nhá, ok. Vậy câu này của mình là đáp án D nhá các em nhá. Đây là chính được với giá trị của A. Ok. Tiếp là sang câu số 39. Tìm M để A giao B khác rỗng. À, tìm M để A giao B khác rỗng thì làm như thế nào để A giao B khác rỗng? Đúng chưa? Thì đối với cái này nhá, các em thấy này, M trừ 1 đến 4 là tăng đúng không? Em hiểu này, vậy M trừ 1 của chúng ta ấy, nó sẽ nhỏ hơn mấy? Nó sẽ nhỏ hơn 4. Đúng không? Và trừ 2 nó sẽ nhỏ hơn 2M cộng mấy nhỉ? 2M cộng 2. Đến đây ấy, thì M sẽ nhỏ hơn mấy các em? M sẽ nhỏ hơn 5. Được chưa? Và trừ 2 là trừ 4 này. Trừ 4 chia 2 là M lớn trừ 2. Được chưa? Kết hợp. Vậy lúc này tìm M để A giao B khác rỗng nhá, thì nó phải thỏa mãn hai thằng này. Ok, hai thằng này khi mà em kết luận ra là trừ 2 nhỏ hơn M và nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn 5. Đúng không? Ok, vậy câu này của mình là đáp án C nhá. Đấy, làm rất là nhanh và làm rất là dễ. Được chưa? Ok. Đấy, thầy chữa nhanh mấy câu cuối phải nó nâng cao lên rồi. Nó hơi đau họng rồi. Câu 40 nhá, 40 chúng ta vừa chữa xong này, câu này vừa chữa xong. Câu này bị lặp các em ạ. Vừa chữa và bị lặp. Nó bị lặp nhá. Câu này nó bị lặp. Mà câu này của mình là đáp án gì nhỉ? Câu này của mình là -2/3 A nhỏ hơn 0 đúng không? Câu này của mình là đáp án B à? Đúng không? Đáp án B nhỉ? Câu này của mình là đáp án B đúng không các em? Câu này chúng ta vừa chữa xong đấy. Thế không nhớ đáp án 40B chính xác đúng không? Sai 2 câu à? Đáp án nhỉ? Ok, 40 câu mà sai 2 câu là được rồi đấy. Nhá. Thì đây mình đến đây là mình kết thúc tập hợp. Ok chưa? Kết thúc tập hợp luôn nhá. Đó. Kết thúc phần tập hợp. Rồi, thì chú ý thầy là 24 tháng 8 thầy sẽ khai giảng. Đó. Khai giảng khóa 10. Khóa VIP 10. Nhá.
Bạn nào mà muốn đăng ký thì inbox cho page giúp thầy. Ok. Thì buổi hôm nay thì thầy đã ôn giới thiệu các em ba dạng bài. Dạng quan trọng là dạng tham số M. Thì cái tham số M nó là cái dạng khó, và muốn làm được cái đấy thì các em phải nắm chắc những cái định nghĩa về giao và hợp, phép trừ, được chưa? Bên cạnh đó cần hỏi có một sự tư duy. Nói chung là các em cứ làm bài tập nhiều cho thầy thì các em sẽ nắm chắc được cái dạng M này thôi. Ok nhá. Thì buổi hôm nay sẽ dừng ở đây, được chưa? Bye bye các em, chúc các em ngủ ngon. Bạn nào đăng ký khóa học thì nhớ inbox nhá. Bye bye.